chua cay mới, hảo hảo kim chi, hương vị độc đáo, thơm ngon bùng nổ. Hảo hảo kim chi ăn là nhớ. Hảo hảo kim chi chua cay bùng nổ. Sữa trái cây TH Chua Chua Milk, nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Thể thao cần năng lượng, chạy game cần năng lượng. Feel the beat cần năng lượng. Trendy cần năng lượng. Sáng sale cần năng lượng. Chill cần năng lượng. Sữa trái cây TH True Juice Milk, nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk tiếp năng lượng thiên nhiên, chinh phục mọi thách đấu. Mua đủ uống TH trên Shopee, 100% trúng quà chất, 10 vé xem chung kết đấu trường danh vọng, hàng nghìn quà tặng hấp dẫn, đặt hàng ngay. Ace Cook. Chị hai ơi, lẹ đi làm nè. Handy hảo hảo, chiến hữu thực thụ, lúc nào cũng bên nhau. Wow, nhiều topping quá. Thêm topping, thêm vui nhộn. Vui hay buồn đều phải có nhau. Bất kể thời gian, cần là có. Handy hảo hảo, hơn cả món tủ, còn là chiến hữu. Được phết nhở, đẹp trai đấy, nhưng mà chưa nào. Ui ôi ôi, đẹp thế, xuất sắc, 10 điểm, mày là nhất. Cuộc chiến ở vị trí trụ hạng chưa bao giờ được chú ý như lúc này. Flash, từng là tượng đài của Liên Quân Mobile thế giới, nay sẽ đối đầu với cái tên mới nổi MD Esports để tìm ra cơ hội nào cho một đội tuyển trụ hạng ở trong mùa này. Chào mừng quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2023 để cùng dõi theo tấp điểm đầu ngày cuộc chiến trụ hạng. Team Flash có 18 chiến thắng và 23 trận thua, chuỗi thua 6, chuỗi thua lớn nhất trong lịch sử của Team Flash đến thời điểm hiện tại kể từ khi đội tuyển này thành lập. Và rõ ràng đây là một chuỗi thua đáng quên với đội tuyển này, và họ sẽ phải quay trở lại với ngày hôm nay để đối đầu với MDH để tìm ra đội tuyển có khả năng trụ hạng cao hơn. Nếu như ngày hôm nay Team Flash thua, cuộc chiến trụ hạng sẽ cực kỳ hấp dẫn. Còn nếu như ngày hôm nay MDH thua thì gần như cũng không còn cánh cửa nào cho MDH để có thể trụ hạng được trên Team Flash. Để có được những diễn biến hấp dẫn như thế này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải đấu mùa giải năm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng nước uống sữa trái cây TH Chua Chua Smil, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH đã đồng hành cùng đấu trường danh vọng mùa xuân 2023. TH Chua Chua Smil tiếp năng lượng thiên nhiên, chinh phục mọi thách đấu. Cảm ơn nhà tài trợ mì ăn liền Hảo Hảo đã tiếp tục đồng hành cùng đấu trường danh vọng mùa xuân 2023. Hảo chua cay cho Hảo giao tranh, cùng Hảo Hảo săn chiến công đỉnh. Cách đây khoảng một tuần thì Trần Nam cũng đã phải ôm đầu rất nhiều lần rồi khi chứng kiến Team Flash thi đấu tại nhà, và phải nói rằng là một sự thất vọng nhỉ. Thất vọng. Từ thất vọng mà chuyển sang đôi lúc là những sự ức chế nhất định. Tuyệt vọng. Bởi đúng là như anh Tùng nói, chưa bao giờ Team Flash có một cái chuỗi thua trong một mùa giải nó lâu đến như thế. 6 trận thua liên tiếp và cực trị về điểm số mà Team Flash đạt được đó chỉ là 2 điểm, cao nhất ở trong trận đấu với TDT. Còn lại thì họ toàn thua 3-0 với 3-1, thế nên đó rõ ràng là kết quả thất vọng. Chính xác hơn là cao nhất trong trận đấu với HQ, trận thua 2-3 trước HQ. Chúng ta quay trở lại với lại cả bộ thi đấu của Team Flash. Lúc này thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy 20%, điều đó đồng nghĩa việc Chu vẫn sẽ đi rừng cho đội tuyển này. Còn bên phía bên kia thì chúng ta phải nói rằng là MDH đã có hai trận đấu đầu giai đoạn lượt về này thực sự là hay. Bởi vì ít nhất là họ đã giành được 5 trên tổng số 6 điểm số cần phải giành được. Tất nhiên họ không thể giành được tuyệt đối 6 trên 6, nhưng mà cái trận thua đó thì họ cũng chỉ mất đi một điểm của đối thủ của họ, thì họ cũng không cần phải quá quan tâm. Đó là đội tuyển TDT. Còn ngày hôm nay line up ra quân đến từ bên phía MD Esports không có gì thay đổi cả. Họ vẫn sẽ có YT ở đường tàn thần xây ra, vẫn có Tuấn Trần đi rừng, có Phoenix ở đường giữa Ara xạ thủ, và cuối cùng trợ thủ Euphoria. Euphoria sẽ tiếp tục là người chơi hỗ trợ dẫu cho đội tuyển này có bổ sung thêm một bản hợp đồng mới.
đó là Jack S. Nhưng anh ta thì vẫn đang là một ẩn số, và có lẽ với sự ổn định và với những thành tích đạt được ở trong trận lượt về thì đây sẽ là lineup mà có lẽ MD Esports hy vọng rất nhiều về cuộc chiến trụ hạng của họ. Team Flash họ sẽ ra quân với những thành viên y như trận đấu trước mà thôi. Bé ở đường xe giảng, Chu đi rừng, Bách đường giữa, UK xạ thủ cũng đang cho thấy thực lực của mình nổi lên ở trong trận lượt về này, sẽ sắm vai xạ thủ. Và cuối cùng bên cạnh anh ta đó sẽ là Case, vẫn sẽ chưa có một màn debut chính thức nào cả của DH, Eridian cũng như là 20% cũng sẽ chưa quay trở lại với đội hình chính của Team Flash. Phải nói rằng là đội hình này của Team Flash cũng đã tạo ra những ấn tượng nhất định, họ cũng đã tạo ra những trận thắng hay và họ cũng đã suýt soát có những trận thắng hay, đó là trận đấu với Rui và Dirac. Tuy nhiên thì cuối cùng điểm số lại không thể mang trở lại được. Đó là lý do tại sao mà ở thời điểm hiện tại Team Flash đã gần như hết cơ hội để có thể lọt vào top 5. Bởi vì quan trọng nhất cái yếu tố cuối cùng đó là kết thúc trận đấu và giành những điểm số thì họ không làm được. Và rõ ràng đó là một trong những thứ mà ngày trước Team Flash khó để có thể chúng ta có thể tưởng tượng rằng khó bị tuột mất lắm, mắc phải những cái lỗi như vậy. Đúng là điểm yếu của Team Flash thì ở thời điểm hiện tại có lẽ nó là quá nhiều điểm yếu. Họ đang mắc phải quá nhiều điểm yếu. Bởi tôi cảm nhận rằng họ mắc phải từ côn tim. Chu cũng đã chia sẻ ở trong trận thua HQ thì đáng nhẽ ra họ đã có cơ hội chiến thắng 3-0. Nhưng vì côn tim quá loạn nên trận đấu đó thua. Ban pick cũng đã yếu. Bởi chúng ta còn nhớ đến ván thi đấu thứ 3 đối với Bắc Gaming ở trong ngày hôm trước. Họ bị bắt bài, bị tướng Aya. Và sau đó thì lỗi kỹ năng cũng là một trong những điểm yếu của đội tuyển Team Flash. Trong đó thì có lẽ vị trí của Xuân Bách đang là vị trí nhận rất nhiều những sự chỉ trích sau trận đấu với Bắc Gaming ngày hôm trước. Nên rõ ràng Team Flash bây giờ có quá nhiều thứ cần phải khắc phục. Còn ngày hôm nay, MD Esports họ sẽ là đội tuyển. Nếu như chúng ta nói quá nhiều về Team Flash thì chúng ta lại chợt quên đi rằng MD Esports mới đang là đội tuyển còn gặp nhiều khó khăn hơn trong công việc trụ hạng. Nhưng bằng một cách nào đó khán giả luôn luôn cảm nhận rằng, đa phần cảm nhận rằng MD Esports ở trong ngày hôm nay có một cái sự nhỉnh hơn nào đó. Có lẽ nó tới từ việc phong độ mà MD Esports có được ở trong hai trận đấu lượt về. Một trận đấu họ thi đấu rất tốt với một đối thủ mạnh và sau đó là họ chiến thắng 3-1 trước B2F Gaming và qua đó đạt được 5/6 điểm số. Phoenix chính xác là key player thực sự đến từ bên phía của đội tuyển MDH ở trong quãng thời gian vừa qua, thi đấu rất hay ở vị trí đường giữa, mặc dù vẫn có một vài những sai lầm, nhưng những pha outplay của Phoenix, những pha cắt đau của Phoenix với UA và những tình huống xử lý kỹ năng của Phoenix cũng đều là rất tốt. Về cơ bản, Phoenix ở thời điểm hiện tại đang là một trong những tuyển thủ rất đáng xem đến từ bên phía của đội tuyển MDH. Ngày hôm nay thì Phoenix cũng cắt một mái tóc khác để... Bây giờ thì anh ta không gọi là bâng hai nữa rồi. Và bây giờ Phoenix là Phoenix rồi. Còn đây là Xuân Bách, người chơi đang là tương lai của đấu trường danh vọng, sẽ đối đầu với một người chơi đã từng thực sự là một con quái vật ở đường giữa tại đấu trường danh vọng. Thực sự nhìn thấy Xuân Bách thi đấu ở trong giai đoạn hiện tại của đấu trường danh vọng, phải nói rằng là có một chút gì đấy tiếc nuối và có một chút nào đó cảm thấy buồn cho Xuân Bách, bởi những gì đã trải qua với Xuân Bách từng là rất huy hoàng. Rõ ràng là tuổi tác thì không tha bất kỳ một ai cả và cũng không tha một bộ môn thể thao nào. Và rõ ràng League of Mobile, một bộ môn thể thao cho thế hệ mới, giống như những gì mà chúng tôi vẫn thường nói, nó đang dần dần khiến cho Xuân Bách gặp những khó khăn, gặp những áp lực nhất định ở khu vực giữa. Anh ta đã từng chịu những áp lực khi không thể lên ngôi vô địch. Và sau đó thì anh ta cũng đã nhận được rất nhiều hào quang khi giành được những ngôi vô địch thế giới. Nhưng bây giờ có lẽ là một trong những cơn áp lực lớn nhất từ trước đến giờ khi anh ta là người trụ lại cuối cùng. Mọi niềm tin đều đặt vào Xuân Bách. Nhưng chính ở thời điểm hiện tại, Bách mới đang là người có thể coi là mắc tương đối nhiều lỗi ở trong tập thể Team Flash. Và đem lại những cái trận thua rất đáng tiếc dành cho Team Flash. Thực ra cái việc mà Bách nhường lại tài nguyên cho những người chơi khác để có một lượng tiền hơi ít, nó chỉ là vấn đề về mặt chiến thuật, nó không phải là một vấn đề quá lớn. Tuy nhiên cái việc mà Bách thường bị bắt lại ở trong một vài những tình huống, hay có những cái tình huống xử lý kỹ năng lỗi chẳng hạn, nó lại là vấn đề lớn. Bởi vì đó là điều mà trước đây không từng xuất hiện ở trong Xuân Bách. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Bách đã từng bị bắt rất nhiều lần ở trong mùa giải năm nay hay mùa giải năm ngoái, thì điều đó vẫn xảy ra. Và vì vậy thế nên Bách cần phải cải thiện phong độ của mình nếu như không muốn bị chìm vào dĩ vãng. Còn người chơi đi rừng của đội tuyển này, Team Flash, là Chu. Chu ở thời điểm hiện tại thì đang thi đấu phải nói rằng là chỉ ở mức tròn vai. Có những trận đấu phải nói rằng là Chu khổ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không xuất phát từ lỗi của anh ta, mà lỗi từ ban pick, lỗi từ toàn bộ hệ thống thi đấu của đội tuyển Team Flash. Rõ ràng Team Flash như đã nói từ trước đó, có quá nhiều những điểm yếu mà họ đang mắc phải ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay thì có một thông tin khá... không biết là vui hay buồn đối với các fan Team Flash, bởi ở trong trận đấu mà chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng là cuộc chiến trụ hạng này thì có rất đông các thành viên Team Flash đang có mặt ở studio thi đấu. Ở bên phía Team Flash thì 5 tuyển thủ cộng với một huấn luyện viên là 6. Còn bên phía buồng của MD Esports thì có tới 4 người cũng đã từng thuộc biên chế của Team Flash. Nên cuộc chiến trụ hạng tại sao lại nhiều Team Flash ở trong thế hệ trước đó và bây giờ đến như vậy? Đó không biết là một thông tin vui
hay thông tin buồn cho các fan Team Flash nữa. Ngoài ra thì lịch sử cũng cho thấy rằng là Team Flash ở trong một cái chu kỳ mà nó đang là đi xuống đến cực độ. Họ đã có một mùa giải cạnh tranh chức vô địch tại năm 2021. Sau đó thì tiến đến năm 2022 thì họ cạnh tranh top 4. Và sau đó thì là họ không cạnh tranh nổi top 4. Và đến bây giờ thì là họ thậm chí là không cạnh tranh nổi trụ hạng nữa. Thì thật sự là nó đang làm trong một cái chuỗi đi xuống. Nó không có điểm dừng đến từ bên phía đội tuyển này. Còn bên bên kia MDH, chúng ta có thể nói rằng là MDH đang trải qua hai trận đấu được đánh giá là thành công. Nhưng trong trận đấu với B2S, phải nói rằng MDH vẫn có những vấn đề của riêng mình. Mặc dù trận đấu đó họ thắng 3-1 nhưng thực sự chiến thắng đó không đẹp. Và trận đấu đó tôi và Trần Nam cũng là những người dẫn cho trận đấu đó. Và rõ ràng sau trận đấu đó thì người ta vẫn đặt ra một câu hỏi rằng là liệu lineup hiện tại và cái phong độ của đội tuyển MD Esports có đủ sự ổn định hay không. Họ đánh trước đội tuyển B2S Gaming, thua ở một ván đấu và thậm chí là suýt nữa đã thua vào đấu thứ tư. Nếu không phải là những sai lầm và nếu không phải là cú nã pháo đại để cướp đi Corsesa tới từ vị trí của Ara, thì có lẽ mọi thứ đã khác đối với MD Esports trong ngày hôm đó. Nhưng không sao, họ đã vượt qua được. Vượt và qua ngày được hôm rồi. Nay đối thủ Flash là đối thủ rất quan trọng. Mục tiêu của MD Esports đạt được ở trong ngày hôm nay là phải thắng 3-0 để chính thức vượt qua Team Flash về mặt điểm số. Còn nếu như thắng 3-1 thì họ mới đang bằng điểm nhưng thua hiệu số. Còn lại tất cả các tỷ số khác thì Team Flash vẫn sẽ đứng trên MD Esports sau ngày hôm nay. Trong bóng đá thì nó có câu đó là trận cầu 6 điểm. Ở trong Liên Quân thì có lẽ là với khu vực tính điểm Garena Liên Quân Mobile Việt Nam thì cái cách tính điểm của Việt Nam sẽ khiến cho trận cầu 6 điểm nó bớt đi một chút cái ý nghĩa, nó chênh lệch nhiều đến như vậy. Và vì vậy thế nên là bên phía của hai đội tuyển thì khi mà thi đấu thì vẫn có thể có những đội tuyển có 3 điểm và đội tuyển còn lại vẫn có 2 điểm. Thế tuy nhiên thì đây vẫn là một cuộc đối đầu trực diện và chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay về ván đấu đầu tiên. Cái đối đầu giữa Team Flash và MDH ở trong những phây cấm đầu tiên. Helen và sau đó là Aya là lực cấm đến từ bên phía Team Flash. MDH thì họ không tin rằng là Team Flash đánh tệ 3 ván Rui liên tiếp và họ cấm đi Rui, sau đó là Iki. Vẫn là một động thái rất an toàn tới từ đội tuyển MD Esports, bởi dẫu sao trong những ván đấu mà Team Flash thi đấu ở trong trận lượt về, chúng ta thấy điểm sáng nhất của Team Flash là trong hai ván đấu đầu tiên. Họ vẫn thường làm tốt từ ban pick cho tới khả năng phối hợp, cho tới việc kết nối cũng như là cái phong độ đánh. Nó đột biến. Chỉ có điều rằng trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Team Flash thì tại ván đấu thứ hai, đó là cuộc đối đầu với Bắc Kim Minh, thì họ bị thua trong tình huống đẩy nhà cuối cùng mà thôi. Chứ nếu không thì ván đó cũng là một ván mà Team Flash gần như đã nắm được tiên cơ rồi. Nên rõ ràng động thái này động thái đủ an toàn của tuyển MD Esports. Vị tướng đầu tiên Team Flash mang lại đó sẽ là Elsu dành cho ZUK, giống với những gì họ đã làm ở lượt về. Ván đấu đầu tiên sẽ có Elsu cho ZUK. Còn phía bên kia đội tuyển MDS có Yue cho Phoenix và có cả Skirt dành cho vị trí của người chơi được Caesar Whitey. Tôi nghĩ là Havin cũng quá hiểu Team Flash. Havin đã có một khoảng thời gian dài, rất dài làm việc với Team Flash và họ sẽ biết ngay rằng Team Flash đang muốn lấy đó là Thane, Elsu và Yue, đúng không? Một cặp tướng mà họ đã chiến thắng ở trong cả hai trận thi đấu đầu tiên với đội tuyển HQ và với đội tuyển Bốc Gaming đều là những chiến thắng. Và vì vậy nên là việc giành lại Yue là điều hoàn toàn dễ hiểu. Sau đó là một con bài rất mạnh, đó chính là Skirt. Skirt có thể đảm nhiệm được cả vị trí đường tà thần sẽ ra lẫn đường rừng đều là rất tốt. Thậm chí là bây giờ thì vẫn có nhiều người là cũng thích thử sức mang Skirt và đi support, vẫn là ổn. Ví dụ như là bình luận viên Anh Dũng chẳng hạn. Đó là một trong những vị trí tương đối mạo hiểm đấy. Han trước đó cũng đã dùng Skirt hỗ trợ. Và tôi nhớ không nhầm thì trận đấu đó thì Han đã đánh với B2F ở trong mùa giải trước. Và trận đấu đấy phải kéo dài tới gần 30 phút thi đấu thì mới có thể kết thúc được. Skirt đến dọa về sau dễ bị kiểm tỏa quá, không còn quá trâu, và hơn nữa thì hiệu ứng khống chế để mở giao tranh không nhiều, cũng sẽ gần như trở thành một cái bị thịt. Nên có lẽ ở thời điểm này, với việc YT đã sử dụng hai lần Skirt trong trận lượt về và anh ta làm khá tốt, đặc biệt là kéo R với Yue, thì chắc là Skirt sẽ nằm trong tay của YT ở trong ván đấu này. Được cái là con Skirt này thì có thể là trâu kém Tara một chút, nhưng mà lại có đam hơn và có khống chế hơn so với lại cả Tara. Vì vậy nên là đi trợ thủ tôi nghĩ rằng vẫn đi được, vẫn đi được. Chẳng qua là nó hơi bị có lẽ là tiếc chất tướng một chút. Khi mà chất tướng này đi đường tà thần sẽ ra quá tốt, khi mà đẩy đường là rất tốt. Trong khi đó thì bên phía Team Flash lấy được Omen và Tulen trong đội hình của mình. Bên phía Team Flash có sự thay đổi và Tulen này chúng ta lại phải đặt ra một câu hỏi là nó nằm trong tay của Chu hay nó nằm trong tay của Xuân Bách đây. Có lẽ với tình hình hiện tại thì và xu hướng hiện tại, tôi nghĩ rằng Tulen nhiều khả năng sẽ nằm trong tay của Xuân Bách. Tulen đối đầu với Yue cũng sẽ là một kèo đấu mà Tulen rất khá thích. Khả năng áp sát của Tulen với lôi đậm và lôi quang khi áp sát thành công nó sẽ gây sát thương rất nhiều. Tulen được một cái điểm hay đấy là nó không cần phải áp sát hoàn toàn. Đúng rồi. Đôi khi các bạn chỉ cần bắn được một cái chiêu 2 và sau đó thì bắn được một cái chiêu 1 và sau đó các bạn bắn một cái ulti là các bạn đã có thể làm cho Yue mất rất nhiều máu rồi. Và nếu như Yue chỉ còn một nửa máu thì như thế là đủ để có thể kết luận đối phương, đặc biệt là khi các bạn có thêm nội tại trên người. Trong khi đó thì bên phía MDH sau khi họ lấy đi thêm Violet ở trong sự lựa chọn đầu tiên của mình. Trong 3 sự lựa chọn đầu tiên của mình thì họ cấm đi hai vị trí đi rừng. Đó là Krik, Nak và Nakroth. Đó là những vị tướng có lẽ là dễ đi rừng nhất dành cho Chu ở trong một trận đấu.
khi mà Chu đánh Aoi thì có vẻ như nó không thực sự là thành công hẳn. Wonder Woman cũng là tương tự. Nhưng ván này nếu như có sự xuất hiện của Aoi thì nó là khá đẹp dành cho đội tuyển Team Flash. Bởi Aoi nếu như xét về khả năng có thể tham gia và bắt vào Violet và Yue thì là rất tốt. Khả năng đu bám của Aoi với những quân bài một vị tướng chỉ có một cú lộn duy nhất tới từ Violet và một vị tướng chỉ có cú đạo quân vương để tạo ra khoảng cách thì nó là không đủ. Với những nhịp đu của Aoi và cả với cú long diệt nữa, Skirt và Lumbua chưa đủ. Tôi nghĩ rằng hai vị tướng này có khống chế nhưng nó chưa đủ để ngăn được Aoi có thể áp sát vào những chủ lực của bên phía đội tuyển Brazil. Nên rõ ràng Aoi hoàn toàn có thể là sự chọn hợp lý. Wonder Woman cũng hoàn toàn có thể là một vị tướng mạnh. Wonder cũng được ở trong trận đấu này dành cho đội tuyển Team Flash để dự bị cho đoạn về sau. Bởi chất tướng của họ với ba vị tướng đầu tiên đã là đủ mạnh để có thể thi đấu trong đoạn đầu rồi. Aoi thì có một điểm yếu một chút, đó là đối đầu với Skirt nó hơi bị khó khăn một chút. Và vì vậy thế nên nếu mà đẩy con Skirt này vào rừng thì gần như là Aoi cũng sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm. Và quyết định của Team Flash đang là Elandor. Chúng ta cũng chưa nhìn thấy Chu đánh Elandor ở trong mùa giải năm nay thì phải. Và có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên của Chu với Elandor này. Cùng với đó thì sẽ là vị trí của Badum. Badum là một vị tướng mà tôi nghĩ rằng là cũng để tiết kiệm một chút chất tướng, chứ còn nếu không thì lấy thêm thì ở trong bất kỳ một trận đấu nào tôi nghĩ là đều ổn. Elandor không bị giảm sức mạnh nhưng bằng một cách nào đó ở trong mùa giải năm nay Elandor đang có tỷ lệ xuất hiện ít hơn, có tần suất xuất hiện rất ít khi chúng ta nhìn thấy có chỉ có 9,8% xuất hiện mà thôi. Có nhiều con bài khắc chế được Elandor ở thời điểm này. Trong tất cả những trận đấu tôi bình luận thì có lẽ đây là trận đấu đầu tiên tôi nhìn thấy Elandor xuất hiện ở trong vai trò đi rừng và nó nằm trong tay của Chu. Như vậy Team Flash với đội hình này họ gần như muốn ôn đi và muốn là người chủ động ở trên toàn bộ bản đồ, không có vị tướng nào bị yếu ở trong giai đoạn đầu cả. Late game của họ sẽ hơi khó đánh một chút với việc bên phía đối phương có hai chất tướng tanker đủ để có thể chống chịu được hai xạ thủ và cả tu len. Nhưng đầu game thì Team Flash hoàn toàn có thể hủy diệt cực mạnh, đặc biệt là cánh đường Caesar với một con Omen và Elandor như thế này thì rõ ràng Skirt là không đủ. Thậm chí là kèo đối đầu 2-2 Skirt Zuka đối đầu với Omen và Elandor nó cũng là không thể đọ lại được với bên phía đội tuyển Team Flash nếu như Team Flash thi đấu một cách thực sự an toàn. Không, tôi thì lại nghĩ ngược lại là Team Flash phải thi đấu một cách chủ động cơ thì họ mới có được cái lợi thế ở đường tàn thần rất ra. Còn nếu như mà đơn giản là hai lao vào hai thì Skirt và Zuka đỡ được, nhưng mà nếu mà Omen là người chủ động hơn và Elandor lên trước thì câu chuyện nó sẽ khác đi hoàn toàn. Và vì vậy thế nên là chúng ta cùng phải chờ đợi xem là Team Flash sẽ lựa chọn cái hướng đi như thế nào. Còn với bên phía ở MDH, lap của họ là đủ ổn để đánh. Đặc biệt là khi chúng ta nhìn thấy cái cách cắt của Phạm Phoenix ở trong cái quãng thời gian gần đây rất là tốt. Và vì vậy thế nên là bên phía đội tuyển Team Flash hoàn toàn có thể gặp phải rất nhiều những nguy hiểm đến từ Phoenix, đặc biệt là Yasuo. Chúng ta biết rằng Yasuo là con bài mà gặp phải một con Yue mà nó cắt chuẩn thì nó đau đến như thế nào, đặc biệt trong những tình huống ngắm bắn của mình mà cứ ngồi ngắm như thế thì chắc chắn là sẽ gặp nguy hiểm. Bởi từ lúc mà Yasuo cập nhật những tia laser bị hiện ra trong quá trình ngắm bắn thì Yue lại được lợi hơn. Yue khi đã có những chiêu thức được cộng thì Yue cũng được tăng thêm một chút tầm nhìn. Nên rõ ràng đó lại là một lợi thế dành cho vị trí của Phoenix. Mùa giải năm nay đúng là đang là sự nổi lên của Yue, nhất nổi là giai đoạn về này. Có rất nhiều người chơi Yue hay, chúng ta có thể kể đến như là Maris, như là Fizz, đó là hai người chơi đường giữa có lẽ vị tướng nào cũng hay rồi. Có lẽ ở top dưới hơn thì tôi có thể kể đến như Rina, như Phoenix là hai người chơi, hai trong số những người chơi cắt Yue cực tốt. Sierra cũng là một trong những ví dụ điển hình tốt, cắt rất tốt với vị tướng Yue này. Bách ở trong trận đấu gần nhất sử dụng Yue cũng là một trận đấu mà đội tuyển Team Flash đã giành chiến thắng. Nhưng chỉ có điều rằng những nhát cắt của Bách ở thời điểm đó nó không phải là quá mắc binh với Yue mà thôi. Sát thương thì vẫn nhiều, nhưng nó không phải là sát thương theo kiểu dạng nguy hiểm và hủy diệt đối thủ. Thì chúng ta cùng chờ đợi trận đấu đôi này. Bách sẽ khắc chế Yue của Phoenix, một trận đấu mà Team Flash và MDS buộc phải chiến thắng để có thể cạnh tranh xuất trụ hạng trong mùa giải năm nay. Xin nhắc lại là có đến 8 thành viên thi đấu và 2 huấn luyện viên đã cùng làm việc ở trong màu áo của Team Flash ở trong trước đây và hiện tại. Và chúng ta có thể nói rằng đây là một cuộc chiến nội bộ của những thành viên đã từng thi đấu ở trong màu áo đội tuyển Team Flash khá nhiều. Họ có đến có lẽ là quá 80% rồi số người đã từng góp mặt trong màu áo đội tuyển Team Flash. Và đây là một trong số đó, Ara. Ara gặp nhiều nguy hiểm nhưng tình huống phối hợp bốc đầu vật tổ vỗ tất đến từ ví dụ cây cũng như cú ngắm bắn của Zukay nó không thực sự là hoàn hảo. Cú bắn tiếp theo là thành công nhưng Phoenix đã cướp được con bùa để cân bằng lại lợi thế. Đó là một tình huống cướp bùa tốt tới từ bên phía của đội tuyển Brazil, nhưng nó cũng là một pha thi đấu mà khả năng phối hợp giữa cây và Zukay nó chưa mượt mà ở trong tình huống thi đấu đầu tiên. Nhưng sau cùng thì vẫn sẽ là chỉ tình huống đổi bùa hòa tới từ cả hai đội tuyển mà thôi. Team Flash có lẽ cướp thêm được một vài con quái nhỏ nên họ đang dẫn trước một chút về mặt lượng tiền không quá nhiều. Còn trong khi đó thì ở khu vực đường dưới, Zukay thậm chí trận này còn đang mang cả cái luyện kim để anh ta có thể tiếp tục tăng tiến thêm lượng tiền dành cho đội tuyển Team Flash. Có lẽ Team Flash đang muốn hướng tới việc họ sẽ có được nhiều lợi thế
Và sau đó với những luyện kim, với những số tiền họ có, họ kết thúc trận đấu nhanh. Nhưng phải đề phòng bởi sức phản công với Yue trong tay của Phoenix là cực kỳ nguy hiểm. Nhát cắt vừa nãy của Yue đã giúp cho bên phía của MDS lấy được con bùa đỏ. Trong khi đó thì với bên phía của đội tuyển MDH thì ARA lại lựa chọn phù hiệu Du Hiệp. Du Hiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc là Yue và ARA với cái Du Hiệp này chắc là sẽ đánh mạnh vào đường rồng, chứ không phải chỉ đơn giản là đánh thủ. Với một con Yue có khả năng xải tay rất dài và với một Tuấn Trần cơ động thì có vẻ như là MDH sẽ không quyết định là đánh hòa ở cánh rồng như nhiều đội tuyển đã quyết định khi sử dụng cho mình Violet để đi đường rồng cầm cho mình cái bổ trợ luyện kim. Và thay vào đó thì sẽ là Du Hiệp đến từ ARA. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với pha tấn công đầu tiên ở hang rồng. Team Phát có 5 và bên phía MDH cũng có 5 Tuấn Trần thành công rồi. Trong khi đó thì YT bị giữ lại, nhưng YT quá trâu để có thể bị hạ gục. Và bên phía đội tuyển Team Phát mất đi mục tiêu đầu tiên. Một tình huống vào rất tốt tới từ vị trí của Tuấn Trần. Còn trong khi đó thì Chu đang hơi lưỡng lự. Chu còn chưa kịp dùng những con bướm của mình để có thể tiến vào khu vực hang rồng thì Tuấn Trần đã như một nhẫn giả bay vào giật ra trừng trị quá chuẩn xác để đem lại con rồng đầu tiên dành cho đội tuyển MDH Sport. Chưa có một tình huống giao tranh đủ lớn để chúng ta có chiến công đầu TH. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì đúng là MDH Sport cũng không chịu thế bị động. Họ cũng không muốn đánh thủ hòa thật. Họ tranh chấp một cách song phẳng. Họ đánh một cách song phẳng về mặt trao đổi chiến thức luôn. Cướp bùa cũng là tương tự. Một cú long trời đất được trả ra tại khu vực giữa này. Euphoria đã giúp cho vị trí của Phoenix dọn hết lính. Xếp về giai đoạn cuối trận thì Team Phát đến nỗi là quá bất lợi thì cũng không đến nỗi, bởi vì là họ đang có một cái line up đến hai xạ thủ cùng với một con bài Tulane đánh cuối trận rất tốt, chưa kể là Omen có thể gây được đột biến cùng với ba Doom. Thế nên là nói về cuối trận thì họ có khả năng bắt lẻ cũng như là khả năng giao tranh với hai xạ thủ là khá tốt. Tuy nhiên thì ở trong giai đoạn đầu trận, rõ ràng rằng là cái chiến tướng của họ vẫn là thiên về tấn công hơn so với bên phía của MDH. Và vì vậy thế nên là việc mà họ đang không thể có được cho mình những lợi thế có thể coi là một thành công dành cho MDH rồi, khi mà MDH cũng đã kiềm tỏa được ở trong giai đoạn đầu trận. Và lúc này thì họ cũng đang di chuyển rất tốt, và đến giai đoạn giữa trận thì tôi nghĩ rằng là chất tướng của MDH cũng có thể bùng nổ được. Một pha di chuyển đơn giản của MDH Sport, một pha hội quân đơn giản của MDH Sport nhưng lại khá hiệu quả theo cá nhân tôi đánh giá, bởi họ vừa căn được Team Flash, ăn được Coseza vừa qua, lại còn vừa được giải phóng cho Phoenix và Euphoria sẵn sàng di chuyển xuống dưới. Tuy nhiên thì MDH Sport cũng không gây áp lực đứng dưới nữa. Họ cũng không hướng tới Coseza này bởi họ biết rằng họ đang là những người chủ động được đi trước. Một tên lính được giữa đi trước nữa tới từ đội tuyển MDH Sport sẽ giúp cho họ hội quân rất đông tại cánh rồng. Và đó cũng là thời điểm mà cái trụ không còn giáp nữa khi phút thi đấu thứ tư sắp tới rồi. Rõ ràng là cũng có sự tính toán khá cẩn thận tới từ MDH Sport, nhưng họ có tạo ra được đột biến hay không thôi. Bởi vì đơn giản là Elsu cũng đã dọn xong tên lính rồi, và vì vậy thế nên là tên xuống đường rồng này nó cũng không còn nhiều tác dụng nữa khi mà MDH không uy hiếp được cánh rồng. Trong khi đó ở cánh đường trên thì đã có cú xích đến từ vị trí của đó là Bè. Châu. Tấn công thẳng vào YT, nhưng YT quá trâu để có thể bị a gục ở trong tình huống điều này. YT vẫn làm tốt được nhiệm vụ của mình và cú sát vực vừa rồi của Bè nó không có nhiều tác dụng. YT ở trong mùa giải năm nay khi anh ta xoay từ vị trí đường C ra hỗ trợ hoặc thậm chí là xạ thủ, anh ta đánh cũng không quá nổi trội đâu. Nhưng đến khi lượt về này anh ta trở lại vị đường C ra và có trận đấu đầu tiên với Yiwei, tôi cảm nhận thấy YT đang thực sự thay ra đổi thịt, tốt lên. Hai tình huống thủ gần đây của YT đang là khá tốt khi anh ta cho thấy sự trâu của mình, nhưng lần này thì có vẻ như YT đã đuối hơn rồi. Anh ta phải biến về, và đó là thời cơ để Team Flash lấy đi cái trụ đầu tiên của trận đấu này. Thật ra là cái thời điểm ăn con xe ra đầu tiên của Team Flash nó khá là lợi, bởi vì cái thời điểm đó đúng là cái thời điểm chuẩn bị đến phút thi đấu thứ tư. Và vì vậy nên là sau khi mà phút thi đấu thứ tư xảy ra thì con xe ra đóng vai trò khá tốt cho cái việc mà lấy đường đến từ bên phía của đội tuyển này. Trong khi đó thì với bên phía của đội tuyển MDH có lẽ là mất đi cái trụ đầu tiên ở đường tà thần xe ra nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc hội quân của họ. Tuy nhiên thì sau khi đổi đường chúng ta mới biết được chắc chắn về mặt lợi thế của bên nào. Vừa rồi là một cú bắn tốt đến từ vị trí của Du Cầy. Hai cú bắn chính xác vào người của ARA, nhưng với việc mang Du Hiệp và có lẽ đi theo nhánh rừng nguyên sinh kết hợp với phù hiệu nhỏ, đó là khi bạn dọn lính thì sẽ được tăng thêm máu. Thì có lẽ tôi đang thấy máu của ARA khá trâu. Hai cú bắn của Du Cầy cũng chỉ khiến cho ARA mất 1/3 cây máu mà thôi. Rồng đã thuộc về bên phía đội tuyển Team Flash. Hai con bùa liên tiếp đang được ăn bởi đội tuyển Team Flash. Họ đang là những người bắt đầu nắm lại thế trận của trận đấu này. Có lẽ sẽ cần phải có một tình huống tăng tốc đủ nhanh ở thời điểm này bằng điểm hạ gục. Nhưng tuy nhiên thì đúng là MDH Sport đang sở hữu một chất tướng dọn lính là rất khó chịu, không dễ để có thể chủ động tấn công khi mà những cú cắt của Phoenix vẫn luôn đảm bảo một sự an toàn dành cho bên phía MDH. Và vì vậy thế nên là có lẽ điều mà Team Phát làm tốt nhất đó chính là việc giãn cách lực lượng tiền, khi mà Elandor thì farm chắc chắn là tốt hơn Zuka rồi. Trong khi đó thì với vị trí của Zuka cầm cho mình cái luyện kim, tôi nghĩ rằng lượng tiền của Zuka lúc này đang nhỉnh hơn so với Violet đến từ vị trí của ARA. Và vì vậy thế nên là lượng tiền vẫn đang có sự giãn cách là rất lớn, không phải là nhỏ một chút nào. Phút thi đấu thứ 6 đã có 2.200 tiền chênh lệch dành cho bên phía Team Flash. Bây giờ có lẽ nếu như MDH Sport không cẩn thận gãy ở một điểm nào đó thôi thì có lẽ mắt xích đó sẽ làm cho cả bộ máy gặp vấn đề. Họ cần phải rất rất để ý ở thời điểm chênh 2.000 tiền như thế này. Team Flash đang muốn tấn công tại cánh trên này, chẳng đây họ có 3 người thừa trên. Survex muốn dọn tên lính đường giữa. Một cú nhả lôi điểu ra chưa có quá nhiều sát thương. Flash chưa quá vội vàng ở trong tình huống thi đấu này, dẫu cho Be có tốc biến
để sát vực, nhưng anh ta cũng chưa lựa chọn mục tiêu. Có lẽ Flash sẽ hướng tới những con bùa tiếp theo để có một công cụ trung gian trong việc ép trụ ai chăng đây, bởi tôi vẫn đang thấy team Flash hơi chậm với tốc độ. Hơi chậm nhưng được cái lượng tiền thì lại nhanh. Bởi vì là với một cái thế trận như thế này thì có thể coi team Flash đang có lợi thế của ván đấu rồi. Còn bên phía của MDH thì họ cũng đang phải chờ đợi thời gian, nhưng nếu như mà họ không thể kiềm tỏa được team Flash đến tầm khoảng phút yếu thứ 15 để mất đi những cái trụ đường đi siêu cấp thì câu chuyện vẫn sẽ là nguy hiểm. Bởi vì chất tướng mặc dù có nói rằng là bên phía MDH lợi hơn một chút, nhưng nếu như chênh lệch quá nhiều về lượng tiền và lượng trụ thì câu chuyện nó sẽ khác. Vậy với chất tướng đầu game thì thường đã có một thời điểm mà các tuyển thủ, các đội tuyển rất thích làm điều đó, tức là pick 5 con tướng rất mạnh, lấy tiền đề ở đầu game để làm rồi trong những cái cơ sở đánh nhau của cuối game. Okay. Đây là thêm một cái trụ nữa dành cho đội tuyển Team Flash. YT đang hơi mất tập trung tại khu vực đường trên, có đường dưới. Ace né được cú long trời lở đất này để có thể lùi về thêm một con xe ra nữa, và đó lại là một trong những điểm có lợi. Bởi Team Flash mất đi cây nhưng chưa chắc họ đã mất trụ ở đường dưới, còn trong cái đó Flash vừa có trụ thứ hai đường trên, thậm chí là trụ đường giữa đầu tiên cũng đang nhăm nhe với hai xạ thủ, thì có lẽ khả năng lấy trụ còn lại sẽ là rất nhanh. Đúng là như vậy rồi, bé bọc sau sẵn sàng sát thực vào một ai đó, người anh ta lựa chọn là Euphoria nhưng anh ta bị outplay bởi cú giải tới từ Euphoria. Thực ra tính xác hơn thì pha thi đấu đó bé hơi vội, bởi vì cú giải đã được sử dụng từ trước đó, mà bé chỉ đang đơn giản là dùng chiêu đúng lúc mà cú giải vẫn còn thời gian hiệu lực, và vì vậy nên anh ta không bắt được. Thì Flash có được trụ đường giữa rồi này. Bên phía của đội tuyển MDH đang phòng ngự không được tốt lắm ở trong đoạn giữa trận, khi mà họ để mất trụ quá nhanh. Giai đoạn đầu trận họ đã làm tốt, nhưng đến giai đoạn giữa trận thì tình hình mất trụ nó đang hơi bị mất kiểm soát đến từ bên phía MDH. Rõ ràng Flash cũng đang cho thấy một đợt đánh rất khó chịu, lấy trụ, lấy mục tiêu chứ và giãn cách thực tiền, chứ không phải là ham vào việc giao tranh tổng. Với những con bài mạnh mẽ đầu trận vẫn sẽ là một thế trận rất có lợi và đúng với kế hoạch của đội tuyển team Flash ở thời điểm này. Và với một lượng tiền chênh lệch ở thời điểm này là khoảng con số gần 4.000 tiền thì Flash đang khá mạnh, đặc biệt là trí của chủ. Tuy nhiên thì vẫn như những gì trước đó, tôi cần, có lẽ là team Flash cần phải thêm những một tình huống giao tranh tổng mạnh mẽ hơn, bởi với chỉ dừng lại ở việc như thế này thì bên phía đội tuyển Madesport sau đó họ sẽ co cụm được một cách dễ hơn, khi họ không phải di chuyển ở những cái trụ sắt bờ ngoài quá nhiều nữa, họ sẽ co cụm dễ hơn, họ được farm nhiều hơn và lúc đó lượng tiền của ông sẽ bám đuổi team Flash nhanh hơn. Nên team Flash đâu đó có khoảng tầm 5 đến 7 phút để có thể làm những tình huống tăng tốc ở trong trận đấu này. Tức là nếu như xét về một giai đoạn đầu trận mà bạn ăn được tầm khoảng 5 điểm hạ gục mà lượng tiền không giãn cách lắm, so với việc là bạn đang giãn cách được khoảng 3.700 tiền so với đối phương, thì tôi nghĩ rằng là việc giãn cách được 3.700 tiền là ngon hơn. Tuy nhiên thì đây đã bắt đầu đến cái giai đoạn mà team Flash phải tăng tốc được. Họ bắt buộc phải có được cho mình những cái dàn trụ thứ hai thật nhanh, để qua đó thì cùng với những con xe ra, đây là con xe ra tiên phong đầu tiên, giải quyết đi ván đấu hoặc ít nhất là giải quyết đi những cái trụ đường lính siêu cấp của đối phương một cách nhanh gọn hơn để có được lợi thế ở trong hàng xe ra bạo chúa. Còn nếu không thì MDS vẫn có quyền quay trở lại ở trong trận đấu này. Đúng là như vậy, và bây giờ họ tập trung 5 người như đã nói, thì bây giờ MDSport có khả năng co cụm là rất nhanh. Bách đã có vương vị hê kết và sức cấu rỉa của Bách cũng là rất nguy hiểm, nhưng khả năng tăng cơ tới từ Skirt và Euphoria đang cho thấy sự cứng cáp của họ. Họ giơ thân mình ra dính những cú vết chi kích, dính những cú ném chiêu của Bách, nhưng máu mất đi chưa phải là quá nhiều. Trong khi đó thì lính của Team Flash điều lên nó cũng không phải là quá áp lực đối với MDH. Họ di chuyển đường giữa xuống đường dưới, sau đó thì bây giờ thì có lẽ họ sẽ bỏ một trụ thứ hai ở thời điểm hiện tại. Họ thủ như vậy cũng đã là đủ lâu rồi. Euphoria đã quá mất tập trung ở trong tình huống thi đấu này, anh ta mất đi điểm vào cục đầu tiên. Chiến đấu TH thuộc về Team Flash, và đây có thể sẽ là thời điểm mà Team Flash làm được nhiều điều, bởi con xe ra vẫn còn rất nhiều máu. Chiến công đầu TH vừa rồi có thể là điểm mấu chốt để cho bên phía Team Flash tiếp tục tăng tốc ở trong trận thi đấu này. Một tình huống thi đấu tương đối bất cẩn đến từ Euphoria và trúng một cái lôi điểu cùng với một tình huống tốc biến không thành công, thì Euphoria đã phải nằm lại. Và với cái chiến công đầu đó thì Team Flash đã lấy được toàn bộ dàn trụ đường ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang đi nhanh, bởi vì đây mới là phút tiêu thứ 10, lấy được toàn bộ dàn trụ đường ngoài vẫn là tốt. Và nếu như Team Flash có được thêm cho mình một con xe ra nữa thì lúc đó sẽ là một câu chuyện tương đối khó thở đến từ VV MDH. Họ đã mất trụ quá nhanh. Tờ tiếp theo sẽ là tên có lẽ là rất quan trọng với cả đội tuyển, bởi Team Flash có hai bùa, có cơ hội sở hữu hai bùa. Hoặc MDS buộc phải phòng ngự được. Đây là Bè. Bè có thể cân được hay không đây? Bè có 7.000 tiền, anh ta còn băng xương và có lẽ anh ta sẽ câu đủ thời gian. Băng xương thành công, outplay được cú nã găng tay vừa rồi của YT, để rồi Ara bị nằm lại bởi sát thương cuối cùng tới từ bên phía của đội tuyển Team Flash. Đó là Xuân Bách. Bây giờ thì có lợi thế hơn người. Team Flash sẽ càn lên nhưng không có lính. Không có lính, và có lẽ Team Flash sẽ dừng lại ở việc lấy điểm hạ gục và hướng tới mục tiêu hai bùa ở trong thời gian sắp tới. Con xe ra vừa rồi đã giúp cho Team Flash lấy được toàn bộ dàn trụ đường ngoài, còn cái băng xương vừa rồi của Bè thì lại kết liễu được đi Ara. Có thể nói rằng là đang quá thuận lợi dành cho bên phía Team Flash ở trong trận thi đấu này. Họ đang có một thế trận thực sự thuận lợi ở trong ván đấu đầu tiên như thường lệ ở trong giai đoạn lượt về này.
thì ở trong pha đấu đầu tiên thì Phan đang thi đấu tốt. Tuy nhiên thì vẫn còn một yếu tố nữa mà họ cần phải giải quyết được, đó là kết thúc trận đấu. Kết thúc trận đấu. Bởi vì đó không phải là một yếu tố mà Team Frat đã từng làm tốt. Tuy nhiên thì trong trận đấu này thì có vẻ như là Tuấn Trần đang không đẩy lẻ được thì phải. Bởi vì nếu như mà không thể đẩy lẻ được đến từ Skirt hay là Zuka thì có vẻ như là MDH đã bị phong tỏa hoàn toàn, và nếu như thế thì rất dễ để mất đi những cái đường lính siêu cấp. Vậy tôi cảm giác như vậy thì nó sẽ hơi bị chịu trận, tới từ phía đội tuyển MDSport. Một cú lao vào sát tốt tới từ vị trí của Bebe khá trâu tại đây rồi. Team Frat đang rất nhiều sát thương, họ cũng rất cứng. Cam Whitey băng ra nhưng lần này Whitey không khỏe như thế nào, trận hơi vết chinh kích không chính xác tới từ vị trí của đường đó giữa. Là Zuki không thủ. Tuy nhiên thì MDSport không còn máu để thủ. Sẽ có bao nhiêu đường dành cho đội tuyển Team Frat ở thời điểm này? Đây, một đường rồi, đường thứ hai chưa có. Team Frat sẽ lùi về để ăn thêm cho mình con xe ra bóng tối, như vậy vẫn là ổn dành cho đội tuyển Team Frat. Nhưng lần này có vẻ MDS sẽ không chịu trận nữa, nhiều khả năng họ sẽ tràn ra khi mà Team Frat đã hết chiều và cũng đã không còn lượng máu đong đẩy. Và vì vậy thế nên là bên phía của đội tuyển MDS đang rất muốn chiếm lại hang xe ra, nhưng nhiều cái bẫy như thế này thì tôi nghĩ rằng là MDS cuối cùng lại phải lùi thôi. Mất thời gian bởi vì quá. Dần dần lính nó sẽ tràn lên và Team Frat vẫn còn quá nhiều thời gian, họ còn 1 phút 30 giây nữa để giải quyết con xe ra thứ hai này, con xe ra bóng tối thứ hai này. Trong khi đó thì phải nói rằng là Chu có vẻ như đang khá hợp với Elandor, bởi vì Elandor là một chiếc tướng đánh theo kiểu kiểm soát và không cần phải tạo ra quá nhiều những cái bất ngờ từ việc góc núp của mình. Và hình như là đánh theo kiểu như thế này thì Chu đang khá ít lỗi. Khá ít lỗi, cảm giác khá giống Ray ngày trước ở vị trí của Chu. Làm tốt về mặt kỹ năng, kiểm soát cũng rất ổn. Y mà có lẽ có thêm cả những sự dẫn đường chỉ lối của Sơn Bách thì việc Chu không đi sai lầm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Có Seiza rồi này. Bây giờ thì Seiza đã ra, lính của bên phía MDS là quá cao, nên vì vậy Flat có lẽ sẽ hưởng con Seiza này một cách rất thoải mái mà thôi. Như vậy toàn bộ những con bùa cấp 2 ở thời điểm này đã thuộc về đội tuyển Team Flat, không sẽ không còn một con Seiza bóng tối nào nữa khi mà đây đã là con Seiza bóng tối thứ hai mà Team Flat có được rồi. Và có lẽ cũng sẽ không còn con rồng nào nữa đâu, khi mà ở thời điểm hiện tại thì con rồng vẫn chưa có dấu hiệu của việc xuất hiện. Thì đến phút thiếu thứ 14 thì có lẽ con rồng nó cũng sẽ mất đi thôi. Và vì vậy nên đây sẽ là con bùa lớn cuối cùng trước con Seiza bạo chúa, và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Với một thế ép mạnh đến như thế này, với một lượng tiền chênh lệch lên đến con số 6.000 tiền như thế này, thì Team Frat liệu có thể lấy được 2 cho đến 3 đường lính siêu cấp của đối phương hay không? Nếu như họ lấy được 2 đường thì là thành công, còn nếu như lấy được 3 đường thì gần như MDH tôi nghĩ rằng là khó có cửa bật lắm. Bởi vì với một thế tướng như thế này, việc chênh lệch không phải là quá nhiều, bật ở 3 đường lính siêu cấp là quá khó. Bởi Team Frat không chỉ là còn có cả 3 trụ, nếu như giả thuyết đó xảy ra, họ còn có nguyên những cái trụ của mình. Team Flat mới chỉ đang mất một trụ duy nhất ở khu vực cánh dưới mà thôi. Lúc này tôi đang thấy Tuấn Trần có tín hiệu đẩy lẻ đầu tiên, nhưng Team Flat đang tràn lên với rất đông thành viên rồi. Sơn Bách tấn công một cú lôi điều chưa thấy đam đâu cả. Còn trong khi đó Zuki đang tìm góc để ngắm bắn vào vị trí của Euphoria. Lại bây giờ chỉ cần vài cú bắn trúng vào Ara thì mọi thứ sẽ khác. Một tình huống giải kịp thời tới vị trí của Case. Tuấn Trần chưa kịp lao ra. Team Flat đang ép trụ, nhưng tuy nhiên họ đang ép ở hai mảng khác nhau. Áp lực là rất lớn, cần phải có những cú vết chi kích hoặc những cú cấu rỉa tốt tới từ Zuki và Bách thì có lẽ MDS Esports mới chịu buông bỏ cái trụ siêu cấp này. Chứ nếu không, cứ như thế này thì những cú cắt của Phoenix hoàn toàn có thể câu thời gian dành cho MDS Esports. Nên nhớ Flash đã mất giải, và đây là phát biểu mà Zuki ngay lập tức. Chúng ta nói về tình huống mà Flash đã mất giải và họ mất đi Zuki rồi. Trong cái đó Be ở quá sâu và không về được. Tuấn Trần còn băng xương và thủ nhà thành công đến từ MDS. Trận đấu bị chậm lại một nhịp và đây là cơ hội cho MDS. Họ không mất đi cái trụ vừa qua. Nếu như Team Flash có trụ thì câu chuyện chậm của Team Flash nó sẽ không nhiều. Nhưng vì không có trụ và mất đi tới hai người thì đây là thời điểm MDS Esports hoàn toàn có thể chiếm lại quyền chủ động ở trên bản đồ. Tiên lúc này cũng đã áp sát Team Flat lắm rồi. Ara và Phoenix cũng đã có đồ để chơi. Con sẽ ra được ăn một cách rất chủ động bởi các thành viên đội tuyển MDS Esports. Bên kia đội tuyển Team Flat làm cách nào để ra đây? Euphoria và YT là quá cứng, có lẽ là không ra nổi ở trong tình huống thi đấu này hay chăng đây? Case có mặt tại đây. Case đang cố gắng tìm góc địa ra nhưng không nổi rồi. Sẽ bạo chúa thuộc với bên phía MDS Esports. Và đây là cơ hội để họ all in, cơ hội để họ có thể thắng luôn ván đấu nếu như họ có thể làm được xuất sắc. Và trong pha thi đấu vừa rồi chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy Team Frat ở thời điểm hiện tại đã khác khá nhiều so với Team Frat ngày xưa. Đó là việc họ không thể giải quyết được trận đấu khi mà đã có rất nhiều lợi thế. Họ hơn đối phương đến 6.000 tiền và bây giờ nó chỉ còn 2.000 thôi. Họ mất đi Seiza bạo chúa và vẫn chưa thể lấy được đi đường lính siêu cấp thứ hai. Và qua đó thì bên phía của đội tuyển MDH đang có rất nhiều cơ hội để chiến thắng ở trong ván đấu này nếu như họ tận dụng được con Seiza bạo chúa này. Cần phải nói rằng ở trong pha đấu trước đó thì Team Frat đã có những cái tình huống chủ quan nhất định, ví dụ như Zuke không sử dụng giật bắn để né đi cái long chuyển lở đất đầu tiên để mất giải đến từ vị trí của đó là Cây. Và khi mà Cây mất giải thì trong nhịp combo thứ hai đến từ vị trí của đó là Lumbua thì Zuke không còn ai bảo vệ nữa và anh ta cũng không né được. Hai lần không né được đến từ Zuke nó có thể khiến cho ván đấu này mất đi đến từ bên phía Team Frat, và nó là tạo ra một cái cơ hội rất lớn dành cho MDH. Rõ ràng là Flat có quá nhiều yếu tố, bởi góc đứng của họ tôi thấy là rất đẹp, nhưng cái sự phối hợp chiêu thức của họ là không ổn.
để rồi không có ai bị nằm lại cỏ. Còn đây là Chu bị dính sát không? Chu mất đi cho mình ra mạnh rồi, anh ta cố gắng bay múa nhưng bay hết là chưa nổi. Chu đã nằm lại. Be nếu như nằm lại thì đây là một trong những tiên lượng rất xấu dành cho đội tuyển Team Flash, và đúng là Be nằm lại rồi. Bên phía Deadshot chưa mất đi gì, chỉ mất đi cái dao mạnh của Tuấn Trần và anh ta có liềm. Caesar Bạo Chúa đang được thả ở đường dưới. Flash ngay lập tức cử ba người xuống để dọn dẹp con Caesar Bạo Chúa này. Bên phía đội tuyển Deadshot chưa quá vội vàng khi họ đang hội quân từ từ. Có xe bạo chúa chắc là Team Flash sẽ dọn hơi lâu với việc eo xuống đất game và với bách như thế này. Whitey khá cứng cáp lao lên, Euphoria đang cố gắng bảo kê cho con xe ra nhưng Euphoria mất đi máu là rất nhiều. Một cú điện giam trả ra, Phoenix né được. Phoenix đã có cắt nội tại, Phoenix đang tiến lên nhưng hết thời gian để cắt nội tại mất rồi. Mdsot vẫn sẽ có trụ thứ hai tại đường dưới, không biết họ có lấy được trụ siêu cấp hay không mà thôi. Tôi nghĩ rằng đường siêu cấp sẽ có, còn có thể end game hay không cơ, và pha điều này tôi nghĩ là hơi khó end game. Lượng máu còn không nhiều, không nhiều, và vì vậy thế nên là việc end game gần như là không thể. Và bên phía Team Flash có lẽ sẽ không để cho đối phương lấy được cả đường lính siêu cấp cơ, bởi vì Mdsot đã bị quá yếu máu rồi. Họ có 5 người nhưng họ không lấy được cái đường lính siêu cấp vừa rồi, họ sẽ lấy được thêm một tơ lính đường giữa nữa. Và có thể coi rằng pha điều phòng ngự vừa rồi thì Team Flash vẫn khá thành công. Mất đi thêm hai người nữa đến từ bên phía Team Flash, nhưng ở đường dưới thì được cái là bộ ba đánh rất tự tin khi biết rằng là những chủ lực của bên phía MDS đã ở đường trên. Một cái nguy hiểm dành cho MDS Esports đó là họ khi bị cấu rỉa họ chỉ còn dưới khoảng dưới 50% máu, và đó là thời điểm mà đúng là nếu như dướn là rất nguy hiểm. Và những cú vị trí kích kết hợp với nanh của UK nếu như chúng, nó sẽ có lượng đam tương đối ảo và không thể căn ke trước được. Flash đã qua một cơn nguy kịch, họ đã qua một cơn nguy kịch đầu tiên. Còn Mdsot vừa qua đã tìm lại được sự sống. Bây giờ họ đã không phải là thở hấp hối nữa rồi, họ đã thở một cách bình thường. Nhưng tuy nhiên vẫn là một cơn tức ngực tới từ đội tuyển Mdsot khi mà họ vẫn phải hướng tới con Caesar bạo chúa này. Mất đi Caesar là cơ hội với việc họ phải đối mặt với ba đường lính siêu cấp là rất lớn, nên họ không thể bỏ con Caesar bạo chúa này được. Với bên phía của MDH thì nếu như có con Caesar bạo chúa thứ hai thì tôi tin rằng có thể thắng luôn. Còn với bên phía đội tuyển Team Flash, nếu như có con Caesar bạo chúa thứ hai thì họ cũng sẽ có thể có rất nhiều lợi thế và thậm chí có thể hướng đến end game. Vì vậy nên con Caesar bạo chúa thứ hai sẽ là một yếu tố tiên quyết dành cho hai đội tuyển, trừ khi có một pha thi đấu mà một bên bị quét sạch hoặc là mất đi nhiều người. Đây là pha thi đấu mà Be đang rất hổ báo, anh ta đã lao lên để đỡ đàm, xích được Tuấn Trần. Những Tuấn Trần chưa thể nằm lại ở trong tình huống yếu này. Cắt đau quá ra, nhưng cắt là rất đau. Zukay gặp nguy hiểm, cú đánh tốc biến đến từ vị trí của đó là Whitey. Nhưng Zukay đã mất đi giáp bảo mệnh từ trước đó và anh ta né được. Tuy nhiên cây phải nằm lại và thêm một người nữa phải nằm lại. Bách có phải nằm lại hay không đây? Team Flash mất đi hai người và con Caesar mở ra dành cho MDS. Con Caesar thứ hai, con Caesar thứ hai có lẽ sẽ mở ra cho MDS Sword rồi. Chỉ cần đánh lính và hồi máu, Tuấn Trần sẽ là người về. Còn các thành viên còn lại của MDS có tự tin ăn hay không đây? Họ vẫn đang đợi nhau, họ vẫn phải giải quyết lính, và đó sẽ là thời điểm Team Flash có thêm thời gian nữa. Trong pha giao tranh vừa rồi, thì có lẽ cái điểm nhấn khác biệt nhất là Whitey tanh được. Còn Be thì lại không tanh được, bởi cách bấm cái thuẫn của Whitey nó tốt hơn so với cách bấm thuẫn của Be. Be bấm quá sớm và anh ta không chịu nổ sát thương, anh ta đã lùi về. Đây là thời điểm Mdsot sẽ tiến lên con Caesar bạo chúa. Flash bỏ rồi. Và Team Flash có lẽ bỏ anh chàng đây. Chú bắt đầu quay ngược trở lại trả sát thương là khá đau vào người của Phoenix, nhưng có lẽ anh ta cũng không dám giật lại con bướm của mình đâu. MDS sẽ có con Caesar thứ hai ở trong trận đấu này. Tuy nhiên thì họ cũng đã mất đi đường lính siêu cấp thứ hai, và vì vậy nên là MDH vẫn sẽ phải ép đường rất cẩn thận ở trong pha thi đấu này. Họ cần phải thắng luôn, bởi vì việc mất đi đường lính siêu cấp thứ hai nó lại là một cái nguy hiểm lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ mất đi một đường lính siêu cấp duy nhất mà thôi. Và vì vậy thế nên lúc này thì MDH cần phải tận dụng được một pha ép đường hay để thắng luôn. Còn bên phía Team Flash thì họ lại cần phải có khả năng chia người tốt. Bây giờ thì Team Flash cần phải đẩy được lính cao để khiến cho bên phía của MDS không thể đẩy lính được vào quá nhiều đường. Bởi nếu như giao tranh thẳng mặt, các bạn có thể thấy là sức sát thương của bên phía MDS ở trong đoạn cuối trận là tốt là so với bên phía của đội tuyển MDS. Trong khi đó thì cái tình huống thi đấu mà Trần Nam vừa mới phân tích đến thì có lẽ là bởi vì Be đã có một tình huống là xích đối phương quá sớm. Thế nên là khi mà anh ta chống chịu, anh ta không còn chống chịu được quá nhiều. Đây là long trời lở đất. Zukay bị cấu rất nhiều máu. Zukay phải lùi về. Be mất giải, liệu có bán được giải và mua giải mới hay không đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Đây là pha tấn công rất nguy hiểm đến từ MDS và có thể end game. Đúng là đã mất giải rồi, mất giải là cực kỳ nguy hiểm, bởi ở thời điểm này có lẽ khoảng tầm vài giây nữa thôi thì Euphoria sẽ thử cho mình chiêu cuối ngược trở lại Chu solo kill với con trận ở phía ngoài. Nhưng phần chính đó là con Caesar bạo chú thì đang tiến vào, đã có một trụ nữa, đã có trụ đầu tiên dành cho bên đội tuyển MDS rồi. Họ vẫn đang càn lên với con Caesar. Tuấn Trận bắt đầu đánh nhà rồi, nhưng Tuấn Trận đang hơi nguy hiểm. Đánh nhà, đánh người. Còn MDS đánh nhà, họ vẫn đánh nhà thành công bởi họ có tới hai nguồn sát thương vật lý, thậm chí Scott cũng là một nguồn sát thương đánh nhà rất khỏe. Đó là chiến thắng 1-0 dành cho đội tuyển MDS Esports. Thực tế thì khả năng thủ Caesar bạo chúa của Team Flash không hề khỏe một chút nào. Họ chỉ có một Eo Su và một Tu Len để thủ nhà mà thôi, chứ không phải là những Kahi hay là ít nhất là những Greasy để có thể dùng bướm ảo từ rất xa. Mà thay vào đó Tu Len có một tầm bắn nó không phải là quá cao, và pha thi đấu vừa rồi là đủ để cho MDS lấy được chiến thắng đầu tiên.
Vinfast tiếp tục bị lật kèo thêm một trận đấu nữa ở trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Một trận đấu mà họ đã, Vinfast đã chủ động đâu đó khoảng tầm 14 phút thi đấu. 14 phút thi đấu nhưng ở tình huống mà họ mất hai người ở đường dưới thì đó là thời điểm mà Red Sox bắt đầu chơi game. Họ chỉ cần chơi game vài phút thôi nhưng Vinfast mới là những người phải ôm hận ở trong ván đấu đầu tiên này. Mà Red Sox đã có được một bước chân đầu tiên để có thể đe dọa vào tâm lý của đội tuyển Team Flash. Nên nhớ rằng ở lượt về này Flash chỉ đánh 2-2 ván đầu, còn từ ván 3 trở đi Flash thường hay sẽ gặp những vấn đề nhất định. Và lần đầu tiên này thì Harvin cũng đã lựa chọn tốt khi lấy được về cho mình Yue dành cho Phoenix. Bởi vì nếu như để thả Yue ra trong ván đấu vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ rất là nguy hiểm với những cú cấu máu đến từ cả Yue và Elsu. Nếu như xét về khả năng cấu máu đau thì tôi nghĩ rằng là Yue đau hơn và vì vậy thế nên là hạn chế được Yue thì Elsu cũng sẽ mất đi một người bạn đồng hành rất là lớn. Và phải nói rằng là Duke cũng đã mắc phải những cái sai lầm mà gần như là không thể khắc phục được. Đó là pha thi đấu ở phút thi đấu thứ 14 mà như Trần Nam đã phân tích là nếu như Duke chủ động hơn một cái chiêu cuối, chỉ cần né được cái long chuyển lở đất thôi. Bởi vì chiêu cuối của Duke nó cũng có thời gian hồi, nó cũng tương tự như là long chuyển lở đất của Lumbua của Euphoria mà thôi. Nhưng anh ta không né được long chuyển lở đất cả hai lần. Mất giải. Thì mất cả giải, mất cả điểm hạ gục cơ. Chứ không chỉ mất giải thì câu chuyện đã khác. Và Phoenix xứng đáng là MVP của ván đấu này với Yue. Bởi vì Yue vẫn là một con bài quá nguy hiểm trong cả thủ nhà và công nhà. Rõ ràng Yue đang có thời quay trở lại, đang thời và đang thế của Yue rồi. Những cú cắt của Phoenix đúng là có cái cách sử dụng nó dễ hơn so với Tulane. Tulane trong sao tranh tổng không có nội tại, hoặc sử dụng hết nội tại và skirt, hoặc Lumbua ở phía bên kia thì cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc gây thêm chỉ số sát thương thôi. Chứ cái sự nguy hiểm tới những cú cắt của Yue trong sao tranh nó là quá lớn. Ta thấy Zukay không kịp bắn, hay Chu thậm chí bay bướm ảo với con bài Elandor, nó cũng không né được với những cú cắt của Yue. Bởi Yue thì đi xuyên chứ không bị chặn lại bởi với chiêu thức của mình. Tulane của Bách có rất nhiều sát thương ở trong trận đấu này. Đúng là cái việc anh ta bắn lôi điểu và cấu rỉa liên tục và đem lại cho anh ta chỉ số sát thương rất lớn. Nhưng một lần nữa thì sát thương của Bách chỉ dừng lại ở việc giống như một người chơi hỗ trợ mà thôi, chứ không phải là một người chơi có thể đem lại những điểm hạ gục dành cho đội tuyển Team Flash. Bởi vì không có những cú lôi điểu mà nó kết thúc đi mạng hạ gục của đối phương, đúng không? Nên là nó cũng chả có nhiều tác dụng lắm cho cái việc là lấy được nhiều lợi thế dành cho team. Và bây giờ thì Team Flash đã gặp phải nguy hiểm đầu tiên. MDF đã có được chiến thắng đầu tiên và MDF đã tiến gần hơn một bước nữa đến với Team Flash rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị để bước sang ván đấu thứ hai của cặp đối đầu được coi là siêu kinh điển trụ hạ này. Như vậy tỷ số đã là 1-0 nghiêng về bên phía đội tuyển Red Sox, một trong những cơ hội lớn để đội tuyển Red Sox có thể tiếp tục giãn cách tỷ số trước đội tuyển Team Flash, khi mà Flash ở trong lượt về này họ vẫn đánh rất hay ở trong 1-2 ván đấu đầu tiên, đặc biệt ván đấu đầu tiên họ đang có tỷ lệ chiến thắng 100%. Nhưng ngày hôm nay họ đã bị ngắt chuỗi đó bởi Red Sox, một trong những đội tuyển cũng sở hữu rất nhiều thành viên cũ của đội tuyển Team Flash. Red vươn lên 1, còn Flash có 0. Nhưng như đã phân tích thì tỷ số 3-1 sau cùng nếu nghiêng về đội tuyển Team Flash thì đó vẫn sẽ là tỷ số mà Team Flash vẫn đang xếp trên MDS. Tôi có đọc được một comment của một bạn khán giả có lẽ là fan của Team Flash, tên là Tuyến Uy. Flash ngày xưa một con tà thần lấy ba đường, Flash ngày nay một con tà thần còn chết ngược. Đã không lấy được đường lại còn chết ngược. Và đấy có lẽ chính là cái mấu chốt để cho Team Flash thua ở trong trận đấu đầu tiên, đúng không? Bởi vì là họ vẫn làm rất tốt ở trong đoạn đầu trận đấu. Họ vẫn làm rất tốt trong 14 phút thi đấu đầu tiên, mặc dù không có được nhiều điểm hạ gục. Nhưng nhìn về thế trận, ta nhìn thấy một cái thế trận mà gần như khi mà rơi vào những đội tuyển mà đứng đầu ở bảng xếp hạng bây giờ thì tôi nghĩ rằng là không có cửa bật đâu. Khi mà họ đang có được cho mình một cái thế trận ưu đến như vậy, có thêm Elsu ở trong đội hình thì gần như rất khó để có thể cản được bước họ đến với chiến thắng ở trong một ván đấu như vừa rồi. Nhưng Flash thì lại không làm được, và đó có lẽ là tình hình chung của Flash ở trong giai đoạn hiện tại. Còn với MDH thì thực sự là ván đấu đầu tiên tôi nghĩ rằng vẫn là một ván đấu không tốt của MDH ở trong giai đoạn đầu trận đấu. Giai đoạn sau của trận đấu họ tận dụng thời cơ rất tốt. Nhưng ở trong đoạn đầu của trận đấu thì phải nói rằng là MDH đã để trống quá nhiều ở những cánh. Và nếu như mà Flash
tận dụng tốt hơn thì MH đã phải trả giá bằng việc là mất trụ quá nhiều ở trong đoạn đầu, đặc biệt là ở cánh của YT. Đúng rồi. Nhưng mà về sau thì YT đã sửa sai. YT đã sửa sai rất tốt ở trong đoạn sau ở trận đấu với những cú băng vào, mà phải nói rằng là Scott vẫn là một cái gì đó khác biệt. Vẫn rất khỏe, bật nham thuẫn tanh, và cái quan trọng là những cú xoáy găng cuồng bạo của Scott ở trong những tình huống quan trọng là có chiêu cuối nữa ấy. Nó đẩy được Bách và đẩy được Chu hoặc là Du cây. Và khi mà tôi thấy cây không còn cái cú giải nữa là tôi thấy rằng là flat toang ở pha đấy rồi. Rất nguy hiểm. Lúc đó tôi nghĩ rằng kể cả phải bán thêm đồ thì có lẽ cây vẫn phải lên thêm cái giải. Đúng vậy. Nó có lẽ nó là sự khác biệt của đội tuyển Team Flash so với những đội tuyển hàng đầu bây giờ, ví dụ như Khoa. Khoa ở trong những tình huống mà ví dụ cây mất cây mất đi cái giải ở trong tình huống ép trụ đường dưới thì có lẽ vẫn sẽ có một cái giải nữa để có thể chơi game, nhưng tôi để ý tình huống đó không có giải thứ hai. Và kể cả cái tình huống đép nhà cuối cùng thì lúc đó đã là phút thi đấu thứ 18-19 rồi. Lumbo để tích được khoảng 600 tiền lên thêm một cái giải nữa là rất đơn giản. Đơn giản. Nhưng lại không làm được điều đó. Và khi mà các bạn thấy rằng là cái cú mà băng vào cuối cùng của Scott ấy, gần như nó đẩy toàn bộ các thành viên của Team Flash ra mà không có bất kỳ một cái cản trở gì cả. Chỉ một cú găng cuồng bạo thôi là đủ. Và với viễn cảnh đó thì thực sự là nó quá khó đánh. Đến giai đoạn cuối game ở trong cái meta hiện tại, ở trong cái thời điểm này mà bạn không có tầm khoảng 2 đến 3 cái giải hiệu ứng ở trong giai đoạn cuối trận thì thực sự là rất khó đánh, đặc biệt khi đối đầu với Lumbua long trời lở đất cơ mà. Long trời đất của Lumbua tôi nhớ không nhầm thì mười mấy giây là hồi rồi, tầm khoảng 17-18 mười bảy giây là hồi ở trong thời điểm cuối trận đấu. Cho nên không phải cuối trận đấu đâu mà thời điểm mà cộng được 3 lần chiêu cuối và có 40% hồi chiêu thì đã là... Thật ra không cần đến 40% đâu, Lumbua chỉ cần 30% hồi chiêu là đủ đánh. 36% chính xác là 36% bởi vì sẽ có thêm Ngọc, Ngọc hồi chiêu. Ngọc 6%. Và rõ ràng đó một chút cái sự nhỏ thôi, một chút những cái yếu tố nhỏ thôi nó cũng tạo ra sự khác biệt của đội tuyển top dưới và đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng ở thời điểm này. Nên rõ ràng ở meta hiện tại, ở thời điểm mà những đồ trang bị hỗ trợ chưa bị thay đổi, thì có lẽ là các tuyển thủ, đặc biệt là các tuyển thủ hỗ trợ cần phải luyện tập cái vấn đề này. Chúng ta thấy Khoa làm điều đó như cơm bữa và làm một cách rất chuẩn xác trong cả giao tranh chứ không phải là ngoài giao tranh mới bàn. Bởi vì pha thi đấu vừa rồi chúng ta có thể tính là ngoài giao tranh bởi vì nó là hai nhịp giao tranh gần nhau chứ không phải là một nhịp giao tranh liên tiếp. Thế nên rõ ràng đó là một sự đáng trách đến từ người chơi trợ thủ đã không có cú giải thứ hai. Trong khi đó thì bây giờ quay trở lại với lại cả trận đấu thứ hai này thì MDH đã có được cho mình hai sự lựa chọn đầu tiên, và đó là Yue và Rui ở trong hai sự lựa chọn cấm đầu tiên đến từ MDH. Còn bên phía Team Flash thì họ cấm đi Omen và Ikki. Và với viễn cảnh như thế này thì Aya được thả ra. Tôi nghĩ MDH sẽ không quá mặn mà với con con Aya này đâu, bởi vì thực sự là họ có khi còn cho bên phía Team Flash lấy Aya. Đúng là như vậy, bởi Box Gaming cũng vậy. Havin rất hiểu rồi. Box Gaming cũng được Team Flash thả Aya. Sau đó thì Box Gaming bảo Team Flash chơi đi. Và Box Gaming hủy diệt Team Flash đâu đó khoảng tầm mất 12 phút thôi với vị tướng Aya. Team Flash đang là đội tuyển sở hữu một kỷ lục buồn với việc cầm con bài Aya trong trận đấu mà họ được đánh. Họ đã đánh 3 trận đấu mà tôi được chứng kiến Aya. Trong đó thì thời lượng trung bình của 3 trận đấu đó khi họ thua chỉ rơi vào khoảng 9,8 phút thôi. Một trận đấu là 7 phút 54, một trận đấu rơi vào khoảng 10 phút hơn, và một trận đấu là 12 phút rưỡi. Đó là một trong những thời lượng rất nhanh của một trận đấu sử dụng Aya. Nên rõ ràng đối với Team Flash, một cái sự nào đó, một cái vấn đề nào đó vẫn luôn hiện hữu với họ khi sử dụng Aya. Khi mà Zuke không được chơi game, khi mà Bách với cây cứ quấn lấy nhau thì nó vẫn chưa hiệu quả. Flash còn đang thậm chí hướng tới Thorn vị tướng tương đối nguy hiểm, mạo hiểm. Tôi nghĩ là thôi. Bởi vì là Thon thì đợi du cây chắc phải đến tầm khoảng 15 phút trở lên. Thì lúc đấy thì mới nói chuyện chơi game. Thon bây giờ không còn là Thon ba xanh. Chỉ cần ba món đồ là bắn gọi là chiêu chiêu. Đơn giản là có khi Thon còn đánh còn mạnh hơn Pháp Sư. Tuy nhiên thì Thon bây giờ thì đợi đến khi Thon lết thì tôi nghĩ rằng là cũng hết ván rồi. Trong bối cảnh mà đối phương đã có Merganga, bởi vì nói rằng là MDH đã lấy con Merganga này gần như là để khắc chế Aya, để cho Aya có lẽ là sẽ gần như là sẽ mất tích ở trong ván đấu này. Có lẽ là không cấm và không chọn đến từ cả hai đội tuyển thôi. Helen Cafeni chơi một bài rất cục đến từ MDH ở trong ván 2 này. Bài đánh này là bài đánh đã bị giải một phần. Nhưng không phải là đội tuyển nào cũng giải được bài đánh này. Đúng vậy. Và thậm chí là MD Sport cũng đã từng có Helen Cafeni và họ đã lấy được 3 đường của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Sau đó thì họ thua ngược. Tôi vẫn nhớ trận đấu đó ở trong trận lượt đi. Nên một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại MD Sport sử dụng bài đánh này như thế nào. Lần này sẽ không phải là YTA KPD và hỗ trợ của anh ta là người chơi khác nữa, mà đó sẽ là vị trí của Ara cùng với Phoenix. Hai thành viên cũng đã được swap lên. Đối với Ara thì có lẽ không quá lo với con bài KPD này. Còn đối với Euphoria thì Helen liệu rằng anh ta có làm tốt hay không. Tôi cảm nhận Euphoria vẫn đang chơi tốt với những vị tướng thuần tấn công, và đó nghiêng về chất tướng theo giống kiểu dạng đấu sĩ đi top.
chúng ta đang làm rất tốt. Còn đối với vị tướng thuần búp kiểu Helen hay là Anette hay thậm chí là Alice thì anh ta cũng chưa xuất hiện quá nhiều về mặt tần suất. Còn với team Flash thì tôi nghĩ là bây giờ họ cũng đang hơi tiếc con Liliana hoặc là con Kali ở đường giữa, bởi vì bây giờ Chrissy thì tôi nghĩ rằng là cái lượng sát thương mà Chrissy gây ra là lớn nhưng nó không đủ. Không đủ. Nó không đủ để có thể hạ gục ngay được một bộ ba nó mạnh như thế này. Thế nên là một cú cào có nội tại của Lily hay là một tình huống sấy đến từ vị trí của Kali nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và vì vậy nên là họ đang bổ sung thêm chất thép ở trong cái khả năng tấn công của họ bằng Kricknack. Kricknack thì Dan thì khỏi bàn rồi. Chúng ta có thể nói là khỏi bàn rồi, nhưng mà Kricknack thì mạo hiểm. Mạo hiểm hơn rất nhiều so với Jan. Bị Snowball là chắc là chết luôn. Đặc biệt là khi mà Kricknack băng vào mà kể cả là không bị Snowball nhưng mà cuối game mà băng vào mà không đủ sát thương cái thì sẽ nhìn thấy hậu quả ngay. Đến từ Kricknack, và thực sự thì nó vẫn sẽ có một sự mạo hiểm rất lớn đến từ vị trí của Chu. Trong khi đó thì ở trong phe cấm thứ hai, team Flash cấm đi Yena, còn bên phía của MDH họ cấm đi đó là Florentino. Với Florentino bị cấm đi thì có vẻ như là MDH cũng đang không muốn giao tranh của mình bị loạn quá. Một con Flo băng vào giữa giao tranh múa hoa liên tục thì Helen bút máu rời. Bởi vì thực sự là lúc đó thì Florentino quá khỏe, gần như là tanh hết đam luôn. Tanh đam tốt hơn Tachi. Đúng rồi. Cái vấn đề là Florentino trong giao tranh tổng có Helen thì được một cái là không cần phải ném hoa vào thành viên yếu máu, chỉ cần ném hoa vào Helen thôi. Bởi vì yếu máu sẽ tự tìm đến Helen, mà Helen không có tốc biến thì ném hoa nó rất dễ trúng. Nên hoa của Florentino cứ ném được càng nhiều hoa càng tốt là được, càng nhặt được nhiều càng tốt. Bởi Florentino nếu đối đầu với Helen thì lên down rất mạnh ở trong đoạn cuối trận đấu, nhưng không sẽ không có Florentino và nhiều khả năng cũng sẽ không có một vài vị tướng sát thương chuẩn nữa, kiểu như Tachi, Veres hay là Malok bị cấm đi ở trong sự lựa chọn thứ tư về lượt cấm của họ. Còn Flash đã cấm đi Yena, họ đã cấm luôn cả Oi ở trong trận đấu này. Malok, Tachi, Richter, đấy, những cái vị tướng mà chúng ta biết rằng là có khả năng để có thể xuyên qua được cái lớp bảo vệ của MDH quá tốt thì có lẽ là sẽ bị cấm đi thêm một vị tướng nữa, và nó là Malok. Nếu như thế thì khả năng Flash lấy Richter là rất cao, hoặc là Tachi, hoặc là Richter, hoặc cả hai. Không, thế này lấy cả hai thì nó hơi khổ nhỉ. Quy mà vào giao tranh mà đấm mà không sắp sát thương được là cũng nguy hiểm này. Quy được cái là đầu game nếu như đấm được thì là tức là khiến cho Helen không kịp làm gì, không kịp trở tay luôn, bởi bị Quy thì chỉ cần đấm Helen thôi, bởi vì các thành viên yếu máu cứ xoay quanh quanh quẩn Helen. Nên là đấm một được 10, đấm một được 2, 3. Nên là cũng là một vị tướng mà Be có thể tạo ra đột biến. Về cơ bản là Flash vẫn hơi liều lĩnh. Với một cái line up như này tôi nghĩ là Flash vẫn hơi liều lĩnh, nhưng mà nếu mà tấn công được thì lại khỏe. Đó là cái cách mà họ đã lựa chọn. Còn bên phía MDH, đối phương không lấy Tachi thôi, mình lấy. Và Tachi được lấy đến từ bên MDH. Nếu như thế này thì MDH đang gần như hướng mỗi vào do danh tổng, và Helen là mục tiêu duy nhất để họ xoay quanh cùng với lại cả Kafeni. Cứ xoay quanh Helen và Kafeni mà đánh thôi. Đó là mục tiêu mà MDH sẽ đánh ở trong trận đấu này. Ngoài Helen và Kafeni thì bây giờ đam sát thương nó không có dồn. Nó chỉ hơi có lượng sát thương đến từ Tachi là có thể nói là hơi khỏe. Còn Morgana sát thương cũng không dồn được. Thế nên thực sự là MDH đang tất tay dành cho cặp đấu đường rồng. Không, thay đổi rồi. Nếu như thế này thì họ hướng đến chính xác hơn, nó sẽ là giao tranh tổng. Giao tranh tổng. Nhưng Richter thì tôi nghĩ rằng cái lượng sát thương gây ra nó cũng sẽ ổn hơn so với Tara. Tara thì thuần chống chịu. Tara cũng có sát thương thật đấy, nhưng cái vấn đề là Tara gây sát thương phải trong Krizik, một quá trình Krizik dài. Krizik được dành cho đội tuyển Team Flash. Như vậy là bộ 3 Triple Kree. Bộ 3 Triple Kree sẽ được thực hiện bởi đội tuyển Team Flash ở trong trận đấu này. Đây sẽ là bộ 3 lần thứ 2 được xuất hiện ở trong mùa giải năm nay. Còn với Team Flash là lần đầu. Team Flash là lần đầu họ sử dụng. Và Case sẽ sử dụng Krizik. Bách sử dụng Krizi và vị trí đi rừng Kricknack thuộc về Chu. Một bể tướng mà có lẽ là khiến cho tôi có nhiều hoài niệm về cái thời điểm đỉnh cao của đội tuyển Team Flash. Cũng với bộ 3 Triple Kree này, nó đã từng là xương sống, từng là bộ não của Team Flash. Và đó là Proe đúng không? Bây giờ thì đó sẽ là Kay. Và trong trận đấu này thì cái sự kết hợp của họ phải cực kỳ nhuần nhuyễn. Bởi vì nếu như mà cặp tướng này kết hợp không nhuần nhuyễn là hỏng luôn. Còn nếu như mà kết hợp nhuần nhuyễn thì có thể đem lại một sự hủy diệt ngược lại. Diệt đấy. Đặc biệt là Morgana liệu chừng ở trong bán đấu này, lượng đam sát thương mà Flash có thể dồn vào Morgana là cực lớn. Thế nên việc di chuyển ở đường giữa đến từ vị trí Phoenix là phải có cái tính toán rất cao để tránh được cái lượng sát thương nhiều. Và có lẽ Phoenix sẽ phải lấy nhiều món tanh. Tôi nghĩ rằng là một cái giáp Gaia, hoặc nếu như không phải giáp Gaia thì là huân chương Choi. Hoặc thêm vào đó nữa thì đó sẽ là băng nhẫn Skadi hay là mặt nạ Veris. Đó là những cái món trang bị rất tốt để cho Phoenix có thể trụ được lâu nhất ở trong giao tranh. Và chỉ cần Phoenix trụ được thôi là được. Còn lại thì tất cả có lẽ là giao phó cho Ara. Ara với con Cavani ở tuyến sau. Ara trận này thì sẽ gặp một chút sự khó khăn tới từ những tình huống khống chế của Bách hoặc là Case. Nhưng đúng là né được thì Ara sẽ thả diều rất mạnh.
Ngoài ra thì vẫn còn một nhân tố nguy hiểm nữa, đó là Chu. Mà Chu tìm vào giao tranh sẽ cần phải rất cẩn trọng. Chu với Quick Duck thì tôi cảm nhận đây là con bài anh ta chơi tốt thứ hai sau con Nakroth, sau những màn trình diễn của anh ta trong trận lượt về này. Trần Nam có công nhận rằng là nếu như mà trận đấu này mà MDS thắng thì gần như mà phải tầm khoảng 90% là MVP sẽ thuộc về Cafeny. Không, chắc là cũng phải 60 thôi, 40% hoàn toàn thuộc về Phoenix được. Vẫn có thể thuộc về Phoenix. Tức là đứng lâu và sống lâu ở trong giao tranh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Team Fast sẽ tìm thấy Phoenix đấy. Bởi vì là mặc dù là trâu thật nhưng mà đánh với một cái đội hình sát thương như Team Fast thì vẫn phải nằm lại. Còn Cafeny thì tôi nghĩ là phải giành được cái sự ưu tiên hoàn toàn của đội tuyển. Ui, hai cái thánh thuẫn tới từ Phoenix và Ara rất chắc chắn tới từ bộ đôi của đội tuyển Malaysia. Dễ hiểu thôi. Thậm chí Euphoria còn không cả ma tính để anh ta sống sót, để anh ta được book, để anh ta có thời gian để book chiêu cho đội của mình với cái mộc giáp được Phoenix vàng vào đỏ. Rõ ràng là Malaysia Esports hiểu vấn đề. Bây giờ thì bộ cặp này của đội tuyển Malaysia sẽ hướng tới con quái nhỏ, có lẽ là bỏ thôi. Team Flash cũng không mặn mà tranh chấp với MKG đầu game không phải cướp ngược luôn là ý kiến hay. Nhưng tuy nhiên Flash có hướng cướp ngược, họ có làm đủ nhanh hay không ở trong tình huống thi đấu này? Và họ làm được rồi, họ đã lấy được mục tiêu. Sau đó thì Xuân Bách còn cấu máu được Ara nữa, nhưng có về được hay không đây? Cây mất đi tốc biến. Và như thế này thì đội hình của MDS hơi đù để có thể đuổi theo. Tôi nghĩ rằng là một cái line up như thế này thì trừ khi bạn bọc đầu được hẳn. Còn nếu không thì bạn đuổi theo đối phương thì nó hơi vô vọng. Chắc là phải có Phoenix tốc hành, dí được vài phát. Nhưng tình huống thứ vừa rồi đúng là Flash đã mất đi cái tốc biến. Một động thái an toàn, hai cái tốc biến là đủ để có thể giữ được bắn trượt những tình huống mạng sống của mình. Một con chim trinh thám dành cho bên phía đội tuyển MD Sport tiên ở thời điểm hiện tại. Sau tình huống cướp qua cướp lại của hai bên thì Flash cũng đang bất ngờ đuối tiền hơn một chút so với đội tuyển MD Sport ở thời điểm này. Và một tình huống trừng trị đến Tuấn Trần đã giúp cho anh ta giữ lại được con quái vừa rồi để có thể có được cấp độ 4. Nếu như không giữ được con quái của vừa rồi thì nó cũng sẽ hơi nguy hiểm dành cho Tuấn Trần. Cây có một nhịp hút không thành công. Trong khi đó thì Chu vẫn đã giải quyết được tân lính. Lúc này thì cả hai đội tuyển không có một cái sự chênh lệch quá lớn. Sau khi dọn xong tân lính này thì tôi nghĩ rằng là Team Flash cũng sẽ gần cân bằng được lượng tiền thôi. Và vì vậy nên là lượng tiền chênh lệch ở đầu trận là không quá nhiều. Trong khi đó thì bùa thì Team Flash lại lợi hơn một chút ở việc cướp được con bùa đỏ nằm trong chân của Joker. Trận đấu này thì tôi vừa nhìn thấy Bách lên cả cái giày pháp sư để anh ta tối ưu hóa sát thương xuyên giáp của mình. Giờ Chrissy gần như là toàn lên giày pháp sư thôi. Giờ rõ ràng cần phải tối ưu đam ở trong bối cảnh mà đối phương có rất nhiều khả năng hồi phục như thế này. Như vậy là đổi bùa tới từ cả hai bên. Cú hút của Kay nhưng cú hút này không kèm theo tốc biến nên chưa thể giúp cho Team Flash có thể hội quân được. Nhưng cứ xem chừng khi mà thời gian sắp tới hồi tốc biến của bộ đôi Flash là sắp có. MD Sport cướp được con bùa đỏ nhưng có lẽ Flash sẽ muốn đánh ở cánh dưới khi họ làm chủ động điều đó rồi. Nhưng Vada mất rất nhiều máu, nhưng anh ta với mộc giáp với cấp cứu vẫn sống ở trên bản đồ và búp được lượng máu rất lớn để có thể trụ lại tại cái trụ này. Nhưng tuy nhiên bùa đỏ nó sẽ thuộc về đội tuyển Team Flash. Rõ ràng là lúc này thì với MDH thì cứ sống dai là trở thành huyền thoại được rồi. Và rõ ràng là họ cũng không cần phải ngần ngại cái ý đồ giấu giếm về việc là cố gắng để bảo vệ những chủ lực của mình càng lâu càng tốt. Cứ sống được một giao tranh để tái giao tranh được là họ sẽ có lợi thế. Và đó là yêu cầu tối thiểu của MDH ở trong một tình huống giao tranh ở trong trận thiếu này. Lúc này thì bùa là cân bằng, nhưng tuy nhiên thì có vẻ như là MDH vẫn đang đi trước về mặt lượng tiền khi mà họ farm tốt hơn so với bên phía Team Flash. Họ vẫn bằng một cách nào đó farm khá ổn từ nãy đến giờ. Euphoria cũng đã có giải ở thời điểm này. Cũng chỉ hòa rõ ràng là Flash ở trong tình huống đã có tốc biến của Sunback và Case. Họ cần phải làm một cách có lẽ là chỉn chu và thực sự chính xác. Đây rồi. Nếu không những cú giải nó sẽ áo bay rất nhiều. Nhưng đây là tình huống chính xác đầu tiên Team Flash mang lại hai cái tốc biến tới từ Bách và Case. Hủy diệt đi Phoenix là rất nhanh. Và phải nói rằng là cái này thì có lẽ là Phoenix cũng cần phải tính được từ ngay từ lúc mà chọn con Morgana vào rồi. Bởi vì là trận này thì Morgana chắc chắn là mục tiêu dễ nhất. Lúc nào mà Helen trở đi kè kè bên Cafeny, thế nên là cứ chọn Morgana thì là dễ nhất rồi. Và trong một cú đầu tư đầu tiên thì Team Flash đã có được điểm hạ gục của Phoenix. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái bước tiến vừa rồi nó không phải là quá kinh đâu. Bởi vì là nó mất đi hai cái tốc biến cơ. Nên là nhịp tiếp theo để bắt vào Phoenix nó vẫn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng bây giờ phải bắt vào cả Ara và Euphoria mới thực sự làm sụp đổ những cái bánh răng hoạt động của bên đường phía trên kìa. MD Sport, Team Flash tấn công đường trên. Richter thì còn tốc biến khó để có thể bắt vào. Thậm chí đường dưới bây giờ Flash cũng không chủ động được. Case bật lên vạn vật hấp dẫn, chưa hút được ai ở trong pha đấu này. MD cũng phát hiện ra tầm nhìn của bên phía đội tuyển Team Flash rồi. Flash đang đánh một bài di chuyển khá giống nhau từ nãy đến giờ. Trong 4 phút thi đấu họ thành công một lần, nhưng có vẻ như tôi đang cảm nhận là hơi dễ bị bắt bài tới từ Team Flash trong một vài nhịp tấn công sắp tới nếu như không có tốc biến. Và vì vậy thế nên là họ cũng đang cố gắng để kiểm soát được lượng tiền lúc này thôi. Sau điểm chiến công đầu thì bên phía Team Flash đã có được lượng tiền tốt hơn so với bên phía của đối phương. Đây là Tuấn Trần. Tuấn Trần quay trở lại à? Tuấn Trần liều quá. Quá Tuấn liều Trần rồi. Có lẽ là không nghĩ là Quy đứng ở đó. Bởi vì nếu như nghĩ là Quy đứng ở đó thì đó là một pha thi đấu có thể nói là không khác gì tự sát đến từ Tuấn Trần.
Và ngay sau khi Tuấn Trần bị mất đi điểm hạ gục thì anh ta cũng đã mất đi ngay cả cái trụ đầu tiên. Trong khi đó thì Team Fast phải chấp nhận bỏ đi trụ đường dưới để dồn đam ở đường giữa. Nhưng với việc có trụ đường giữa sớm như thế này thì bộ đôi Quick Zack, Quick QC và Quizzix sẽ được hoạt động một cách tương đối là rộng rãi ở trong bối cảnh họ sắp hồi tốc biến này. Gaze đã có tốc biến và người gặp nguy hiểm sẽ là vị trí của Richter trong tay của Whitey. Không sống nổi, không tỉnh nổi. Chính xác hơn là không tỉnh nổi khi cú hạm nhiên trưởng bão lá sau đó là vạn vật hấp dẫn. Nó khiến cho Whitey lên bảng quá nhanh. Flat đã có được điểm một cục thứ 3 ở trong trận đấu này. Tiếp tục là thời điểm đầu game, Team Flat làm tốt. Nhưng mà phải nói rằng là cái việc lựa chọn vào con Krizik ở trong sự lựa chọn cuối cùng của Team Flat là tính toán khá hay đấy. Bởi vì là khi mà đánh với Helen thì chắc chắn rồi bạn sẽ được di chuyển. Và trong cái hướng mà bạn được di chuyển như thế thì thông thường có những con support như là Lumbua hay Badum hay là Krizik là những con dễ nhất để có thể di chuyển được. Đây là pha tấn công của Xuân Bách và nó đủ sát thương kìa. Chu Băng vào vì anh ta có chuyển sinh, vì vậy nên anh ta đang rất cố gắng để tạo thêm tiền đề và anh ta thậm chí còn lùi về được. Trong khi đó thì không về được đến từ Tuấn Trần. Nhịp sát thương đến từ Team Fast là khá ổn ở trong trận đấu vừa qua. Nó phải kể đến cú tốc biến, cú lao vào đầu tiên của Case để hút được các thành viên của đội tuyển Malaysia để mở ra một tình huống mà Bách bão lá thành công, và cú dồn sát thương của Chu cũng là rất kịp thời. Vlad đang làm tốt ở trong khoảng thời điểm đầu trận đấu. Những lo ngại về khả năng mà đội tuyển Malaysia có thể sống sót sau những nhịp gió sát thương của Vlad đã được Team Vlad thực hiện một cách rất thành công ở trong ván đấu này. Lượng tiền của họ cũng đang giãn cách một tốc độ tương đối nhanh. 2.000 tiền ở phút thứ 6 khá ổn dành cho đội tuyển Team Vlad rồi. Và phải nói rằng là cái bài Helen Cafeni này nó đang bị báo động thực sự. Đang bị thời điểm hiện tại nó đang là bài đánh dễ giải quá. Bây giờ các đội tuyển cứ cho support đi lang thang và kiếm được nhiều mục tiêu thì họ hoàn toàn có thể kiềm tỏa những cánh còn lại. Và khi mà Helen bị chôn chân thì gần như là cái lợi thế ở tầm nhìn bản đồ ở những cái cánh còn lại của bạn là không có. Và nếu như bạn không chen trình đối phương, ao trình liên tục thì có lẽ là bạn sẽ không thể giữ được những cái cánh còn lại ở trong cái một cái phạm vi an toàn. Và lúc này thì Team Flat đang có quá nhiều lợi thế về mặt tầm nhìn bản đồ. Tuy nhiên thì về mặt lượng tiền, MDS vẫn đang nuôi để chờ đợi giai đoạn lên game. Ara lên cả gươm sấm sét à? Kiếm sấm sét ở trong trận đấu này nó máu thế nhở? Nó tôi để nghĩ tăng đam thôi, tăng đam và tăng đam diện rộng. Được cái là đam giữa trận của gươm sấm sét rất tốt. Gươm sấm sét rất tốt nhưng bị một cái là đến lúc này thì Ara sẽ hơi khó để có thể bắn sốc đối phương. Gươm sấm sét đầu game không có quá nhiều chí mạng nên bắn sốc đối phương là rất khó. Nên vì vậy đây là một món trang bị tương đối liều lĩnh tới từ vị trí của đó là Ara. Thêm một cái trụ nữa dành cho đội tuyển Team Flat rồi. Đúng là tầm này mà Deadshot sẽ phòng ngự chủ động thôi. Họ bây giờ muốn đánh dòng ra tôi nghĩ rằng cũng không có đam. Tuấn Trần mới hoàn thành cho mình một cái đao truy hồn nên tai chi của anh ta còn rất yếu. Ở trong khi đó Whitey cũng đã bị hạ gục một lần. Tuyến dưới của Deadshot thì Ara mới đang có gươm sấm sét cùng một cái thanh kiếm. Chưa đủ sát thương để mà Deadshot có thể nhòng ra, nhưng khả năng phòng ngự với đông thành viên thì họ có thể làm được. Tôi nghĩ là Ara đang phân vân giữa gươm sấm sét và cái kiếm Furnier. Thì ở trong trận đấu này Team Fast không có tanh. Thế nên chính vì vậy nên là Ara quyết định đó là gươm sấm sét sẽ là món trang bị công hiệu quả hơn ở giữa trận. Nhưng đến cuối trận thì dần dần gươm sấm sét sẽ bị mất đi dần cái tác dụng của mình. Bởi vì cái lượng sát thương được gây ra đến từ cái nội tại của gươm sấm sét nó sẽ bị yếu đi rất nhiều ở trong giai đoạn cuối trận. Và vì vậy thế nên là tôi nghĩ rằng là ở đến giai đoạn sau thì có lẽ Ara cũng sẽ cần phải thay đổi món gươm sấm sét đó bằng một món trang bị đam khác nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là cái vút hung tàn, có thể là cái song đao hoặc có thể là cái kiếm Furnier thì nó đều ổn hơn gươm sấm sét ở trong giai đoạn cuối trận. Đây sẽ là thời điểm mà Team Flat vẫn đang có những sự chủ động trên toàn bộ mặt trận của bản đồ. Flat sẽ hướng tới con bùa tiếp theo. Vẫn giống như kịch bản trận trước cái trang đây, Flat hướng tới những con bùa một cách rất dễ dàng để kiểm soát gần như toàn bộ những con bùa cấp 2. Có vẻ như là MDSOT không muốn điều đó xảy ra. Tuấn Trần có mặt tại đây. Nhưng Korea cũng là điều tương tự. Flat hội quân với 5 người bé. Bé có lẽ đã có rất nhiều thông tin. Whitey mất đi chiêu cuối trên người của mình rồi. Và đây là thời cơ dành cho đội tuyển Team Flat có được con xe ra bóng tối. Nên nhớ là Flat đang có đầy đủ tốc biến. Vì vậy nên là MDH tôi nghĩ rằng là nên là bỏ thôi. Chứ bây giờ mà cố gắng để lao ra ở cái lúc này thì Team Flat dồn đam thì tôi nghĩ rằng là Helen không chịu nổi. Mặc dù đã sử dụng cho mình thêm cả đó là cái hai cái thuẫn rồi là một cái mộc giáp. Thì tôi nghĩ rằng là với cái lượng đam sát thương ở thời điểm này thì Team Fast vẫn thừa sức. Bởi vì là Bách đang có trang bị rất tốt. Chỉ cần có thêm một cái phương tiện hay kết nữa thôi thì anh ta đang có những cái trang bị đam phải nói là khủng khiếp ở trong trận đấu này cùng với lại cái sách truy hồn. Đã có sách truy hồn nên đúng là khả năng hồi phục tới từ MDSport sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Được một cái là MDSport vẫn đang giữ được ba cái băng xương. Đó có lẽ sẽ là tiền đề để sau đó họ upplay được. Đó nằm trong tay của Tuấn Trần. Ngược một cái giao tranh đấy. Phoenix và Whitey. Phoenix thì có lẽ đang là mục tiêu bị ngắm nhiều nhất. Nên cái băng xương của anh ta rất có thể sẽ trở thành một trong những thứ vũ khí để thắng ngược giao tranh được. Đó là khi mà Team Flat mắc những sai lầm. Còn ở thời điểm hiện tại sau khi thua ván đấu đầu tiên với những sai lầm thì có lẽ Flat sẽ thi đấu một cách an toàn và hợp lý hơn so với những sức dướn ở trong ván đấu đầu tiên.
một con Seiza được thả ở khu vực đường giữa và đường dưới cũng có Seiza tiến vào. Flash sẽ tốc biến ở trong pha này. Trang đẩy cây chưa bật lên cho mình chiêu thức thứ hai nhưng đã bật chiêu cuối để tăng tốc chạy của đội tuyển Team Flash ngay lập tức. Bên phía đội tuyển Madesot mất đi nửa cây máu của Tuấn Trần. Euphoria và Ara cũng không còn nhiều máu sau cú đưa sấp vừa rồi của UK. Đấy là cây hút được một người rồi, một cú hút khá ảo tới từ vị trí của đó là cây. Euphoria mất hết chiêu thức trên người của mình rồi. Whitey cố gắng băng vào nhưng đang bốc hơi không tăng được nốt nhạc. Và đây sẽ là thời điểm mà Team Flash vẫn còn rất nhiều tốc biến và còn nguyên cả 5 người, thêm một cái trụ nữa dành cho Team Flash. Và họ có nguyên tốc biến như thế này thì sẽ là rất nguy hiểm cho BDH, bởi đó có thể là một ván thắng sớm dành cho bên phía Team Flash. Bởi vì nếu như để cho dính vải một tình huống vạn vật hấp dẫn nguy hiểm trong tình huống thi đấu này thì không có cách nào để cứu được cho MDH cả. MDH có lẽ phải bỏ bớt trụ rồi. Một trụ họ đã mất đi trụ đầu tiên và đây sẽ là pha bốn la vào đến từ cây. Cây bị chậm lại một nhịp đến từ một pha tung chiêu đến từ Helen. Helen đã có một choáng tốt, mặc dù nó không phải là quá dài nhưng nó đủ để khiến cho cây bị chậm lại một nhịp. Nếu không thì tình huống tiêu vừa rồi Flash có thể tràn vào rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm bởi họ còn 3 cái tốc biến và chưa chắc là Euphoria đã sẵn sàng cho những cú giải của mình. Euphoria vẫn đang giữ một có cái giải. Có diệt thần cung rồi này. Bây giờ thì đã có diệt thần cung trên người của Ara. Với sức bắn hiện tại thì bắn chu và bắn be theo trạng thái là được thả diều. Tôi nghĩ là vẫn ổn. Rất còn khỏe. Nếu như mà bị động vào thì với lượng đồ này thì Ara chưa chắc đã đổi mạng được thành công với đối phương. Nên đây vẫn là một thời điểm mà Deathspot gặp rất nhiều những áp lực về mặt trận bị đè nén của đội tuyển Team Flash. Người chơi có đam duy nhất ở thời điểm hiện tại là Ara, và trong đó Phoenix cũng hướng tới một vài món trang bị sát thương. Nhưng với mở Ganga tầm này so đam với QC, dẫu cho Phoenix đã có nhiều tiền hơn thì nó là tương đối khập khiễng về hai con tướng như mở Ganga và QC. Còn trong khi đó Tuấn Trần và Whitey đang thuần tanh ở trong trận đấu này. Trong khi đó thì QC lại còn chuẩn bị có được cái viên miệng hay kết, và khi mà có thêm viên miệng hay kết thì đam nó sẽ khác biệt hẳn hoàn toàn luôn. Và quan trọng nhất đó là tanh cơ của MDH bây giờ đang chưa tanh được. Chưa tanh. Bởi vì Helen không bút nổi máu để cho tanh cơ có thể tanh nổi ở trong giao tranh được. Và vì vậy nên là Tuấn Trần hay là YT đang bị phong tỏa. Có thể nói rằng là MDH đang đánh một cái bài nó cũng mạo hiểm. Bởi vì là họ đang dồn toàn lực cho Helen và Cafeni. Thế nên là khi mà Helen và Cafeni không lên tiếng được thì coi như họ gãy luôn rồi này. Đấy đấy, họ đang gãy từ từ nhưng vẫn còn những trụ siêu cấp để có thể phòng ngự được. Ván trước họ cũng mất một trụ. Sau đó thì một tình huống giao tranh thì họ lấy lại được ván trước rồi này. Nhưng tuy nhiên lần này có làm được hay không? Case tốc biến hút ba người quá đẹp tới từ Case đây, nhưng có giải từ đó là Ara bên phía đội tuyển Madesport sẽ phản công ở trong ván này khi mà Team Flash đã hết chiêu rồi. Flash đang gãy từng người một, bè băng vào đấm bạo như chuẩn bị khựng, và Flash sẽ mất đi tới 3 thành viên, thậm chí là 4 thành viên ở trong pha giao tranh mà vốn dĩ cứ tưởng chừng như Team Flash sẽ ăn sổi các thành viên của đội tuyển Madesport. Một cú lộ rất nặng của đội tuyển Team Flash. Như vậy là chỉ cần một tình huống giải hiệu ứng tốt thôi đến từ vị trí của Euphoria thì mọi thứ đang đảo chiều rồi. Và liệu nó có phải là hai ván cùng một kịch bản hay không đây? Một pha hút nó quá đẹp đi, nhưng sau pha hút đẹp đó là một sự tan vỡ, bởi chỉ cần một cú giải hiệu ứng thôi thì cú hút đẹp đó đến từ vị trí của cây nó lại trở thành một cơn ác mộng dành cho Team Flash rồi. Và bây giờ là đường siêu cấp và endgame rồi. Endgame luôn. Endgame luôn sẽ là endgame luôn dành cho bên phía đội tuyển Madesport. Hay chăng đây họ đánh nhau không thèm quan tâm đến người. 2-0 rồi. 2-0 rồi. Và tôi cũng có lẽ chưa thể tưởng tượng ra tỷ lệ phần trăm của Madesport là bao nhiêu để trụ hạng trong mùa giải năm nay. Nhưng tỷ lệ xuống hạng của đội tuyển Flash đang là rất cao và cũng đang là rất báo động ở thời điểm này rồi. Phải nói rằng là một tình huống đổi kèo giao tranh mà nó là cực kỳ ngạc nhiên. Tôi cũng phải nói là thực sự ngạc nhiên với một tình huống mà chỉ cần đúng một pha giao tranh đổi là Team Flash đã gãy hẳn hoàn toàn luôn. Và trong tình huống thi đấu vừa rồi thì có lẽ là cái vấn đề đến từ việc là họ cũng đã với quá. Tức là khi mà họ đã thất bại thì họ thất bại toàn diện luôn. Be tiếp tục lao vào ở trong một cái thế mà gần như không có thể giao tranh được nữa thì Be lại lao vào. Nếu như anh ta lùi về thì đép còn được. Nhưng anh ta lại tiếp tục lao vào cùng với đồng đội của mình và gãy hoàn toàn, gãy toàn diện đến từ bên phía Team Flash. Thực ra nếu như có đánh về đến cuối trận thì bộ tướng của Team Flash vẫn có thể bắt lẻ được. Đúng. Bởi vì là đối phương cứ phải đi cùng với nhau như thế thì rất là khó phàm. Thế tuy nhiên thì Team Flash đã không trụ lại được đến giai đoạn cuối trận bởi chỉ một pha giao tranh, và có thể thấy được Chu anh ta cũng bị gãy hoàn toàn sau pha thiếu vừa rồi. Một tình huống mà Flash có tốc độ, có sự càn lướt, nhưng ở trong nhịp dồn sát thương cùng một thời điểm thì Case là người làm tốt, còn cái nhịp băng, nhịp bão lá và vồ vào của Quicknack nó chậm hơn một xíu. Nó chỉ khoảng một tích tắc mà thôi, nhưng đó là đủ để cú giải và cú bấm tất cả chiêu thức của Euphoria hồi máu. Mọi thứ đã rất nhanh. Không biết biểu tượng mà Ara, Phoenix và vị trí của Euphoria đang làm là gì, nhưng họ cũng đang rất vui rồi. I love you thì phải, I love you tới từ vị trí của đó là Madesport. Họ đã có hai ván thắng, và với hai ván thắng như thế này thì
Tính đến thời điểm hiện tại họ đang bằng điểm Team Flash ở trên bảng xếp hạng. Bằng điểm rồi, và nên nhớ rằng là trong đối đầu trực diện thì nếu như họ thắng 3-0 thì họ sẽ có điểm hiệu số đối đầu trực diện tốt hơn. Và vì thế nên chỉ cần hiệu số tốt hơn thôi là MDH sẽ đứng trên. Đứng trên. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem đây là khoảng thời điểm mà có lẽ là bên phía MDH rất vui, và có thể nói rằng là cái kiếm điện của ADA trong đoạn giữa trận có lẽ nó phát huy được hiệu quả. Tức là nếu như mà để dồn đến cuối trận thì nó sẽ không hay lắm. Nạo tỏ đấy. Nhưng mà giữa trận thì ổn. Và ADA với cái kiếm điện của mình, với 3 món trang bị tấn công, chỉ cần một lần được bắn đội MVP thuộc về ADA như chúng ta đã nói thì 90% không thoát đi được. Nó không thoát đi được, Cavani không thoát được. Và đó là một ADA với chỉ 34.000 sát thương thôi. 34.000 sát thương thôi, chỉ bắn một pha thôi. 34.000 sát thương ạ. Bắn một pha duy nhất thôi, hai cái trái tim và một chữ U à. Yêu các bạn. Đó là thông điệp mà ADA có lẽ muốn gửi tới những fan hâm mộ của tuyển MLS Sport khi đã tin tưởng vào họ trong ngày hôm nay, khi đã tin tưởng vào họ trong hành trình được quay trở lại với giải đấu này. Một trận đấu mà khi nhìn vào con số thống kê thì đúng là như những chú nấm lùn tới về mặt sát thương của đội tuyển MLS Sport, nhưng chú nấm lùn này lợi hại quá, nói chú nấm độc thật. Khi mà Team Flash ăn ở trong một tình huống cuối cùng thì họ đã phải trả tất cả những gì họ đã có trước đó, của ván thua rất cay đắng của đội tuyển Team Flash. Nhưng cơ hội của họ vẫn còn, họ vẫn còn 3 ván đấu liên tiếp nữa, liệu rằng họ có làm được hay không thôi. Thông thường thì khi mà bạn đánh với cái cặp Helen Cafeni ấy, bạn chỉ cần khiến cho giai đoạn giữa game đối phương không snowball được là tỷ lệ thắng của bạn đã cao rồi. Nhưng cuối cùng thì Team Flash làm được cái điều vế trước. Trận trước họ cũng thế, làm được cái vế trước. Còn cái vế sau thì họ ôm đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ sau 5 phút để chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự quay trở lại đến Team Flash hoặc sẽ là một sự hủy diệt đến từ MDH. Một thời tam quốc thế gian lưu truyền, câu chuyện ngôn tình lữ bố yêu điều thuyền, vạn gươm đao cũng chẳng thể xuyên thấu được tấm chân tình của đôi nhân tình. Trường tồn theo năm tháng như vô hạn, sứ mệnh của chàng là thiết tha yêu nàng, kề vai nhau trên chiến trường tranh đấu, thắng hay bại nhờ vào tình yêu của nhau. Nhìn nhau thật si mê, vượt qua thời loạn thế, tình yêu giúp vơi đi hết những nào. Thời gian dành cho nhau chẳng nghĩ ngợi chi lâu, họ lựa chọn mãi mãi về sau. Định mệnh đưa lối hai ta đến bên nhau, thầm mong rằng mối lương duyên có kiếp sau, tình nguyện sống chết bên nhau cùng bơi gió hai từ. Định mệnh, định mệnh. Nhìn nhau thì sẽ không có câu chuyện ngôn tình này đâu. Tướng quân sân đôi cùng với nàng giai nhân, chả ai cũng đã biết họ yêu thương nhau tới chết. Chỉ nguyện quay lưng với thế gian để được nên nhân duyên với nàng, tiếc cho mối tình đẹp một thời dở dàng. Nhìn nhau thật si mê, vượt qua thời loạn thế, tình yêu giúp vơi đi hết những nào nề. Thời gian dành cho nhau chẳng nghĩ ngợi chi lâu, họ lựa chọn mãi mãi về sau. Định mệnh đưa lối hai ta đến bên nhau, thầm mong rằng mối lương duyên có kiếp sau, tình nguyện sống chết bên nhau cùng với gió hai từ. Định mệnh. Câu chuyện cổ tích, nó có đẹp hay không là do sự lựa chọn của bạn. Thank you.
tràn khóe ly tâm tư với đầy. Đào hoa rơi khắp sân nhưng không còn em. Màn sương buông ánh sao đêm có phải mơ thôi. Vì khi chẳng có em không đâu là nhà. Từng lời ca phút lê ly biết như mới hôm qua ấy. Phủ đầy xóa nhòa đi xiết bao hy vọng. Nụ cười em khẽ buông như nắng mai trốn thiên đường. Hẹn nhau khi tuyết tan sẽ được gặp lại. Dù có đau đớn dù chia xa nhưng màu hoa chẳng đổi thay. Dù có cười nói có đùa vui nhưng lại đắm trong mềm sầu. Mùa đông rơi đi và xuân sang. Hoa đào rơi mãi khắp sân. Đừng quên nhau sẽ đến ngày tương tỷ số hiện tại trong trận đấu mà chúng ta vẫn thường nói đùa với nhau rằng là siêu kinh điển trụ hạng. MD Esports đang có được rất nhiều lợi thế và nếu như họ thắng thêm một ván đấu nữa thôi, chỉ một ván đấu nữa thôi, họ sẽ có cơ hội cực lớn để vượt qua Team Flash. Và đến lúc này khi bắt đầu gặp khó khăn, khi đã có những sự đi xuống về mặt phong độ thì 20% ngài đã quay trở lại, niềm hy vọng đã quay trở lại. Và liệu rằng đây có phải là niềm hy vọng mà Team Flash có thể tin tưởng ở thời điểm này hay không đây? Và nên nhớ Team Flash sẽ đi xạ thủ ở trong ván thi đấu này theo đúng những gì mà đã tuyên bố trước đó từ chủ. Thì Team Flash sẽ đi xạ thủ ở trong ván thi đấu này. Team Flash và canh bạc tất tay mang tên 20% sẽ quay trở lại ở trong ngày thi đấu hôm nay. Như vậy là việc sử dụng chủ nó không phải đơn giản là vấn đề, là việc là Team Flash đang có thể nói rằng là bị thiếu hụt 20%. Mà kể cả khi 20% quay trở lại thì Chu đang được tin tưởng ở vị trí đi rừng. 20% sẽ đánh đường rồng ở trong ván thi đấu này và cho chúng ta cùng chờ xem một Flash với 20% thì liệu nó có khác gì hơn hay không? Hay sẽ lại là 20% cơ hội chiến thắng ở trong ván đấu này dành cho đội tuyển Team Flash. Hai ván trước họ vẫn như thường lệ thôi, vẫn là hai ván đấu đầu tiên của Team Flash ở trong lượt về. Họ kiểm soát thế trận, đè nén đối thủ, thậm chí là snowball với lượng tiền ổn. Nhưng với những pha giao tranh một nhịp thì một nhịp đó lại là những nhịp mà đối thủ của đội tuyển Team Flash giành được chiến thắng. Và ngày hôm nay MD Esports đã làm được tới hai lần rồi, hai lần tương tự như vậy, tắm hai lần trên một dòng sông tới từ đội tuyển Team Flash. Và lần thứ ba liệu có phải như vậy hay không? Dù cây thực tế mà nói, ở trong các ván đấu trước đó, có lẽ ván đấu mà chưa thực sự quá mượt mà thì dù cây là ván đấu anh ta sử dụng eo sù, thì những cú bắn chưa gây được áp lực đủ lớn trong quá trình ép trụ của đội tuyển Team Flash. Nhưng đến ván đấu Joker thì những cú đổ sốc của anh ta làm khá ổn, dạo đi đường của anh ta cũng làm rất ổn để khiến cho Ara không quá xanh. Nhưng anh ta đã được thay ra và lần này 20% vào sân, một sự thay người rất mạo hiểm và để lại rất nhiều những sự nghi vấn, nghi hoặc về cách đánh của 20% về quãng thời gian nghỉ vừa qua. Liệu anh ta có đủ sức để có thể gồng gánh Team Flash ở trong bối cảnh mà Flash hoàn toàn có thể thua trận này và sẽ phải đối diện với một nguy cơ bị xuống hạng rất cao ở trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên thì cũng phải nói đi thì cũng phải nói lại, như giờ này nếu như mà có 20% ở trong cái khu vực thi đấu thì tôi cũng sẽ cho 20% quay trở lại. Đứng ở dưới tư cách gọi là để gọi là cho người nhân sự để thi đấu thì chắc chắn là bây giờ thì không thể để cho 20% ngồi ngoài ở trong một cái hoàn cảnh mà nó bây giờ nó đang chớ trêu đến như thế này được. Bởi vì anh ta dù sao cho nữa cũng là một người đánh khá gánh ở trong đoạn lượt đi, trong những chiến thắng mà đội tuyển Team Flash đã có.
và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là anh ta sẽ thi đấu như thế nào ở trong trận thi đấu này khi mà được quay trở lại với màu áo đội tuyển TeamFast. Và hơn thế nữa thì liệu có thực sự vị trí của họ sẽ đơn giản là Thái Tuấn Vincent đi xạ thủ hay không, hay là đổi loạn lên kiểu Chu ra đường giữa, Thái Tuấn Vincent đi rừng, xong rồi Xuân Bách đánh trợ thủ, cây đánh xạ thủ. Đổi loạn lên cũng có thể xảy ra đấy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi đội tuyển TeamFast. Nếu như đổi như vậy thì có lẽ sẽ còn mạo hiểm hơn. Bây giờ tự dưng đang không chuyên ninh và không thi đấu với Gleb như vậy bao nhiêu lâu rồi, và xoay tới 3 vị trí thì đó sẽ là cực kỳ mạo hiểm tới từ TeamFast ở trong ván đấu mà họ buộc phải thắng để tiếp tục bước từng bước được. Nếu như thắng ván này thì TeamFast vẫn sẽ bằng điểm số với MDS và chưa chắc họ đã bị rớt hạng. Nhưng nếu như thua thì câu chuyện sẽ là đối ngược hoàn toàn với đội tuyển TeamFast. Bên xanh sẽ là bên mà Flash lựa chọn ở trong ván đấu thứ 3 này. Liệu họ sẽ lấy bài đánh nào? Sẽ đeo còn đó, thêm còn đó. Đó là những vị tướng rất mạnh mà TeamFast hoàn toàn có thể cấm ép luôn. Cấm luôn thêm rồi. Cấm luôn thêm rồi. Và thực ra thì tôi nghĩ rằng là điều đầu tiên phải nói đến thì là bên phía của TeamFast thì có lẽ là họ đang hướng đến cặp Chanel Yan luôn hay sao? Bởi vì là thêm cũng là một vị tướng khá khó chịu với lại cả Chanel. Đấy. Còn có lẽ là sau cái trận đấu vừa qua tôi cũng xin dành một cái sự cảnh báo dành cho cái bài Helen. Bởi vì thực sự là trận đấu vừa rồi thắng thì thắng thật. Nhưng mà Helen như thế là nguy hiểm lắm đấy. Nằm trong trạng thái bị báo động đấy. Không có cú phản công tốt của pha hồi máu tới từ Euphoria thì có lẽ câu chuyện đã được viết ra một trang rất khác dành cho cả đội tuyển ngày hôm nay rồi. Mà Desport sẽ hướng tới Aya cấm đi ở trong sự lựa chọn đầu tiên của mình. Còn Flash cấm vào Joker. Họ cấm Joker đồng nghĩa việc họ sẽ muốn chơi một chất tướng hỗ trợ theo kiểu dạng là bám với những người chơi khác hay chăng? Bởi Joker là con bài đè được còn lại mà Maresot có thể sở hữu bên cạnh Elsu. Thì Elsu thì rõ ràng vẫn có một vài những vị tướng kiểu như Slim, kiểu như là Lavi có thể đi đường được. Tuy nhiên thì Joker sẽ là vị tướng gây áp lực và pressing mạnh hơn rất nhiều. Icky là sự lựa chọn đầu tiên của đội tuyển TeamFast. Nó sẽ nằm trong tay của Bách, một con bài dồi dào sát thương, và để xem Bách sẽ chơi nó như thế nào. Trong trận đấu này thì MDH quyết định là không thả Aya mà thả Icky đến từ bên phía của đội tuyển MDH. Và chúng ta cùng chờ đợi con Icky này sẽ xuất hiện ở trong ván đấu này với một diện mạo như thế nào đây. Trong khi đó thì với MDH họ lấy Chanel. Như vậy là không có thêm thì họ lấy Chanel và họ lấy rất nhanh. Có vẻ như là Havin ngày hôm nay cũng đã có những sự chuẩn bị rất là kỹ, đặc biệt là khi đối đầu với lại cả đội tuyển cũ của mình. Thì Havin đang rất muốn thể hiện được cái khả năng cầm quân của mình ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và về tương đối cơ bản thì trong hai trận đấu đầu tiên thì Havin đã giúp cho đội tuyển của mình có được những chiến thắng. Bây giờ thì bên phía TeamFast sẽ phải đưa ra hai sự lựa chọn tiếp theo. Có lẽ là muốn cô lập Yan và Chanel. Cùng với đó thì có lẽ trong ngày ở trong cái bài đánh của Flash ở trong trận này thì nhẽ ra là họ định lấy là Chanel Yan đấy. Nhưng mà do là bởi vì là XG thì được thả ra thì không thể không lấy được. Bên phía MDH việc cấm đi Aya có lẽ là một cái sự ngoài tính toán đến từ bên phía TeamFast. TeamFast có lẽ là nghĩ rằng là đối phương sẽ cấm đi XG cơ. Và bây giờ thì có lẽ khi mà đã tách được cặp Chanel Yan như thế này thì đội tuyển sở hữu Chanel thì vẫn ok thôi. Rất thoải mái trong việc sử dụng Chanel phối hợp với những từ đi rừng khác. Aoi đây này cũng là một cặp phối hợp rất mạnh. Nhưng việc mà TeamFast có Yan lại không có Chanel thì Yan cứ coi chừng. Bởi Yan không hề dễ chơi giống như việc mà có Chanel sẵn sàng có thể băng vào một cách thoải mái múa và có khả năng hồi phục cũng như búp giáp tới từ người chơi hỗ trợ. Mà một mình Yan múa phải thực sự chính xác. Chu cũng là người chơi mới chuyển vào rừng thôi, nên đối với Yan, liệu rằng Chu đã đủ sự master để có thể combo, để có thể thi đấu với Yan hay không đây? Một vị tướng rất khó chơi. Khó chơi cũng ngang ngửa với những Florentino hay Aoi ở thời điểm mới ra mắt. Nên chúng ta sẽ đặt một câu hỏi và sự nghi vấn dành cho Chu với con bài Yan ở trong trận đấu này. Được một cái, TeamFast đã có hai con bài rất mạnh, đó là Violet cùng với Icky. Một bộ đôi rất ổn để TeamFast có thể thi đấu ở trong trận đấu này. Đến với faker thứ hai, Redshot đã cấm đi tới hai vị tướng được xê ra. Đó sẽ là Richter, chính xác hơn đó là Ryoma cộng với Skirt. Còn đội tuyển TeamFast cấm đi Florentino cộng với Omen là hai sự lựa chọn cấm. Hoàn toàn Yan có thể nằm trong tay của Be ở trong trận đấu này với việc đang hướng tới liên tục những vị tướng cấm tại đường xê giả. Hai AT là vị tướng tiếp theo mà MDH muốn dành cho Ara, người đã có được MVP ở trong ván thi đấu vừa qua. Ara là một xạ thủ đánh hai AT quá nhiều trong quá khứ rồi, và khi mà Ara quay trở lại với đường xạ thủ thì có lẽ hai AT là một trong những vị tướng nó là quen tay nhất của Ara rồi. Và khi mà Ara được lựa chọn thì với hai AT thì chắc chắn là bên phía Flash cũng sẽ phải cân nhắc hơn rất nhiều nếu như muốn lấy thêm tướng tanh. Bởi vì thực sự thì hai AT vẫn xuyên tanh rất tốt và lựa chọn của họ đang là Yena. Yena là một con bài đánh ổn ở đường trên với gần như là mọi kèo. Đánh kèo nào thì Yena cũng có thể đánh ở mức ít nhất là tạm ổn. Zip với sự kết hợp cùng với Violet. Như vậy thì ở trong trận đấu này thì Tetherson sẽ cần được hỗ trợ bởi cây rất nhiều. Chúng ta cùng chờ đợi không biết là ai sẽ là người đi xạ thủ đây.
Chu ở vị trí đó thì có lẽ sẽ đi rừng rồi, còn Tenpusen sẽ là người chơi xạ thủ ở trong ván đấu này. Mà Redspot lấy về tướng cuối cùng, đó là kèo đấu mà dạo gần đây đang xuất hiện rất nhiều, Lữ Bố đối đầu với Yena. Một kèo đấu mà Lữ Bố không quá khó khăn để có thể trụ đường hoặc thậm chí là đè được vị trí của Yena với khả năng hồi phục với chiến thần của mình. Tuy nhiên thì Lữ Bố bị một cái khó khăn hơn là khả năng vào giao tranh nó như thế nào thì hợp lý tới từ Whitey để xem ta thể hiện nó. Trước anh ta cũng đã đánh Lữ Bố với vị trí của UA, và trận đó thì Whitey cũng thi đấu một cách tròn vai. Ngày hôm nay thì đây sẽ là thời điểm mà thậm chí Whitey còn đang có lợi thế và tinh thần luôn, khi đã dẫn tới 2-0 rồi thì sự tự tin bên cạnh cả Senel hỗ trợ sẵn sàng với sự mạnh cứu thế, mọi thứ sẽ là rất tuyệt vời với Whitey và những người đồng đội của mình. Một ban pick mà Bradshaw đang sở hữu một bể tướng tôi nghĩ rằng là khá dễ đánh, có khả năng ra vào giao tranh, có khả năng tái giao tranh ổn, độ cơ động cũng có. Còn Flash họ còn sở hữu một đội hình rất nhiều sát thương. Flash có điểm mạnh là rất nhiều sát thương, nhưng liệu rằng họ có đủ quen tay không đang là câu hỏi lớn nhất ở vị trí của Chu và 20%. Và rõ ràng là cái vai trò của Chu ở trong trận đấu này cũng sẽ phải là cực kỳ là quan trọng, bởi vì nếu như mà Chu để thua quá nhiều so với lại cả vị trí của Aoi trong tay của đó là Tuấn Trần, câu chuyện sẽ rất khác. Tuấn Trần đang có một phong độ tốt và một tâm lý thoải mái, và cơ bản thì từ lượt về đến giờ thì Tuấn Trần đánh không hề tệ một chút nào, đánh rất là ổn. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là MDH có thể kết liễu kèo đấu này với tỷ số là 3-0 hay không. Nếu như một tỷ số 3-0 được xác lập dành cho bên phía MDH thì tôi nghĩ rằng là lúc này thì cửa trụ hạng của Flash sẽ là cửa dưới, và lúc đó thì Flash nếu như muốn trụ hạng thì họ lại phải vẫn phải thắng những đội tuyển top trên, thậm chí là có được 2 điểm trước Vegaming và Sài Gòn Tôm. Bây giờ lợi thế của Flash chỉ là chưa gặp cả B2F lẫn Extreme, còn MDH thì gặp B2F rồi. Còn nếu như mà B2F lại còn gây được bất ngờ nữa, phải nên nhớ ngày hôm trước B2F đánh với lại cả MDH không tệ. Thế nên là nếu như có thêm bất chắc xảy ra thì việc mà chung kết sớm CDB team Flash sẽ ở dưới MDH là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chúng ta cùng nhau đến với ván đấu tiếp theo, ván đấu thứ 3 của cặp đấu đầu giữa Team Flash và MDH. Một trận đấu rất có nhiều ý nghĩa về mặt trụ hạng, và MDH đang làm rất tốt để có thể có được cơ hội của riêng mình. Cướp rừng ngay trang đây, Whitey đi vào và Be đã đứng cảnh giới từ đó. Ở đó từ lâu Cây đang tìm góc nối dây, nhưng có vẻ như Cây đang không thể nối được bởi MDHSpot cũng rất thông minh. Họ tách nhau ra, nhưng Bách thì là người có khả năng gây sát thương vĩ cũ thả diều, và trong tình huống trao đổi đầu tiên thì Bách là người đã làm tốt khi lấy được nửa cây máu của Euphoria lẫn Phoenix. Sau đó thì với những cái cục hồi máu thì bộ đôi của MDHSpot vẫn quay trở lại đường một cách tương đối thoải mái để có thể tiếp tục dọn lính bên cạnh bộ đôi của bên phía đội tuyển Team Flash. Bách đã làm tốt được ở trong nhịp thi đấu vừa qua, nhưng cái quan trọng nhất là MDH vẫn ăn được đầy đủ những mục tiêu của mình. Họ vẫn có được cho mình con quái con, đó là con khỉ. Họ vẫn có được cho mình con cua. Và nếu mà như vậy thì MDH chả lỗ gì cả. Ở thời điểm này Cây đang cấp máu, Cây đang cố gắng để câu kéo thời gian, và Cây lùi qua được bên kia bờ tường. Cây xử lý tốt ở trong pha thi đấu vừa rồi khi câu kéo đủ thời gian cho Chu. Tuy nhiên thì điểm hạ gục vừa rồi cũng chỉ là một cái chiến đấu câu đầu TH mà nó sẽ không có quá nhiều ý nghĩa về mặt tranh chấp ở trong con rồng đầu tiên. Đúng vậy. Bởi vì Chu cũng đã thấp máu, còn con rồng thì quá lâu. Và Tuấn Trần thì cũng đã nhảy 4 được sau khi anh ta đếm số đâu đó khoảng tầm vài giây thôi, nó cũng không quá nhiều. Hơi Tuấn tiếc Trần... cái tình huống đếm số đấy. Tuấn Trần thì sẽ quay trở lại ngay, và đúng là đến thời điểm xe ra và rồng cũng ra thì thế trận cũng gần như là giống với việc là chưa có bên nào mất điểm vào cục cả. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi hướng di chuyển của đội tuyển Team Flash với Yan trong tay của Chu đã có cấp độ trên người của mình. Hướng mà Team Flash hướng tới đó sẽ là một con xe ra ở trong khoảng đầu trận đấu, còn rồng có lẽ sẽ được MDHSpot ăn một cách dễ dàng ở trong thời điểm này. Phải nói là Flash cũng đã căn khá chuẩn thời gian khi mà Tuấn Trần chưa kịp nhảy 4. Còn nếu như tình huống đấu đó mà Tuấn Trần có 4 thì biết đâu đấy còn là double kill cho Tuấn Trần trước khi anh ta phải nằm lại cơ. Nhưng cướp rừng này, nhưng MDHSpot sẽ cướp rừng, và đây có lẽ sẽ là lợi thế đầu tiên quay ngược trở lại dành cho đội tuyển MDHSpot sau điểm mà Tuấn Trần phải nằm lại thêm một con quái nữa bị cướp đi, và như vậy Yan sẽ hơi chậm lớn. Yan trận này mang ma tính thì anh ta có lẽ cũng không phụ thuộc quá vào việc phải lết game, nhưng với việc không có tiền thì anh ta cũng sẽ thực sự cướp không có đam ở thời điểm này. Flash muốn cướp lại khi mà Be có mặt tại đây. Chu cũng đã lướt qua bên phía bên kia bờ tường rồi tấn công vào các thành viên đội tuyển MDHSpot. Chu vẫn lên chiêu cuối, có cú sấy bão vi tiêu tới từ Ara nhưng không có đam đâu cả. Cướp đồ xanh thành công trên chân của Be rồi, mất tốc biến bỏ chạy đó là Bách. Như vậy Flash cướp được thành công nhưng họ lỗ một cái tốc biến, nhưng họ cũng ít nhất là cân bằng được một bùa lợi nó nằm trên chân của Be ở trong tình huống thiếu vừa rồi. Và với viễn cảnh đó thì chúng ta có thể thấy rằng là thế trận đầu trận nó chỉ là lệch nhẹ, nó không có quá nhiều những cái sự nguy hiểm dành cho hai đội tuyển.
Một điểm chiến công đầu TH là thứ duy nhất mà bên phía TeamFast làm được so với đối phương mà thôi. Lượng tiền cũng vì đó mà giãn cách ra khoảng 500 tiền cùng với cái luyện kim đến từ 20%. 20% thì các bạn có thể thấy là cái phong cách bắn của anh ta thì nhìn qua qua thì cũng đã thấy là bắn cao rồi. Cao. Không phải là thuộc loại là ngồi đợi để cho đối phương đè ép đâu. Mà anh ta sẽ đứng tương đối cao so với lại cả đồng đội của mình. Và vì vậy nên là cây có lẽ là cũng sẽ không thể đi quá xa so với 20%. Và rõ ràng 20% đang rất áp lực ở đường dưới này. Bị hất tung lên bởi chuyên thực lực của đó là Euphoria rồi. Nhưng rất đánh đá trả lại sát thương. Cố gắng tích luyện kim là thứ mà 20% đang làm được. Bắn vào trụ cũng được, bắn vào người cũng được. Nhưng có lẽ bây giờ thì cái số lượng luyện kim ở dưới chân của 20% sẽ là con số 0. Và anh ta bắn liên tục từ nãy đến giờ rồi. Aoi của Tuấn Trần có mặt tại giữa sông. Anh ta muốn tìm đường về của Bách hoặc đường đi lạc của ai đó, nhưng có vẻ như Flat cũng sẽ rất an toàn ở trong những tình huống thi đấu như thế này. Flat hiểu rằng bây giờ mất người thì có lẽ sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Đường dưới kìa, sẽ có zip, sẽ có lăn, có lẽ là như vậy và đúng là như vậy thật. Và Thuyền vẫn duy trì được một lượng máu tốt sau cú lăn vừa rồi của cây. Điều đó đồng nghĩa với việc là cú cứu của cây là hết sức kịp thời. Team Flat dồn nhiều người vào qua hang bùa xanh đến từ vị trí của Tuấn Trần. Họ đang không muốn Tuấn Trần có được bùa xanh. Và một lần nữa họ tấn công vào hang bùa xanh. Cú hỏa bạo đầu tiên của Xuân Bách nó không phải là quá đẹp. Đã có một tình huống lao vào đến từ video Phoenix và cào được khá đầu. Phoenix vẫn đang cố gắng để lấy được điểm hạ gục. Cú truy thực lực đến từ vị trí của Euphoria là quá đẹp. Hủy diệt toàn bộ đội hình của Team Flat rồi. Hủy diệt rồi và thôi rồi. Flat ơi, hay chăng đây double kill thuộc về Whitey khi mà cú linh đạn của Ara, khi mà cú linh đạn của Phoenix là quá đau, thậm chí là chưa dừng lại ở đó luôn. Quét sạch Team Flat. Cướp bùa đến lần thứ hai thì Flat vẫn cướp được. Nhưng lần này họ phải trả một cái giá quá đắt. Bị quét sạch ở phút thứ tư và sẽ mất đi cực kỳ nhiều thứ ở thời điểm này. Con bùa vừa rồi đúng là quá đắt. Con bùa vừa rồi cực kỳ đắt khi mà Phoenix đã có một nhịp tấn công về cánh sau, phải nói là cực kỳ đẹp. Sau đó là cú chuyển từ mắt binh đến từ ví dụ Euphoria. Whitey thì vòng sau và có được quá nhiều những lợi thế, hưởng lợi đến từ ví dụ Whitey cũng như là Euphoria sau một tình huống cào phải nói là tuyệt vời đến từ Phoenix. Và sau pha tấn công vừa rồi thì Flat có thể nói rằng là gãy đi khá nhiều rồi. Vậy rất nặng tới từ đội tuyển Team Flat. Từ thế dẫn tiền, dẫn thế trận, họ đang thua tiền và cũng thua luôn cả về mặt thế trận, thế bản đồ. Mất đi cái trụ đường giữa thì rõ ràng Aoi sẽ được hoạt động một cách rất thoải mái. Đu ra đu vào và thậm chí là không bị lộ sai. Còn trong khi đó Bách sẽ phải rất cẩn thận. Tenderson sẽ lại là niềm hy vọng của đội tuyển Team Flat. Đây chăng đây, anh ta mới nằm xuống một điểm vào cục của mình mà thôi. Lượng tiền cũng là rất ổn. Mất như con dòng này rồi. Thì bị mất đi khi đó là tình huống nổ rất tốt tới tự Euphoria rồi. Tuấn Trần đu tới tấn công vào Case, mất lăn lâm lốc bỏ chạy. Khi mất lăn lâm lốc rồi thì có lẽ cái trụ này Team Flat sẽ hơi khó để vòng ngự. Ai chăng đây, Phoenix vẫn quyết định băng vào rất hổ báo tới từ Phoenix, khép góc thành công để phần còn lại của Madesot lấy đi cái trụ đầu tiên tại cành dưới rất mượt mà. Và cú linh cầu xong cùng nó vẫn hạ cũng được Case kìa. Rất tốt tới từ Phoenix. Một trận đấu bay múa quá hay từ Phoenix. Băng xương outplay đi, đó là Chu rồi. Tốc biến bỏ chạy, Phoenix còn sống thì còn có lẽ Chu sẽ nằm lại. Băng xương cố gắng để thoát lui đi tới từ Chu, nhưng bão phi tiêu quả ra không tha cho anh ta. Chu nằm lại, Violet trong tay của 20% nằm lại. Và có lẽ lúc này cơ hội chiến thắng của Team Flat sẽ còn thấp hơn cả 20% này chắc đây. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy được rằng là cái kịch bản mà Flat khi thua hai trận thì trận thứ ba họ cũng rất dễ thua, nó lại xảy ra một lần nữa rồi. Khi mà thế trận nó là như thế này thì rất khó để cho Madeat sẽ đánh rơi đi chiến thắng, bởi vì tinh thần của họ cũng đang cực kỳ hưng phấn. Và nếu như họ giữ được sự hưng phấn này, nếu như họ tiếp tục lao lên và sử dụng kỹ năng là thành công như vậy thì có lẽ trận đấu sẽ được định đoạt. Chẳng tỷ số về mặt lượng tiền đã là hơn 3.000 tiền. Trụ được lấy rất nhanh ở cánh rồng và cánh giữa, có lẽ cái trụ cũng đã mất rồi. Như vậy là đã mất đi toàn bộ gian trụ đường ngoài của cánh giữa và cánh dưới. Team Flat đang đứng trước nguy cơ bị thua trắng 3-0. Thua trắng 3-0 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Những ván đấu trước, hai ván đấu trước Flat cũng làm được điều này, cũng hơn đối thủ khoảng tầm 3-4.000 tiền ở thời điểm phút thi đấu thứ 7. Nhưng đến late game họ đã bị gãy. Và lần này đến lượt mà Deadshot có được lợi thế đó. Và nếu như mà Deadshot chứng tỏ rằng khi tôi có lợi thế và tôi vẫn chiến thắng, thì thực sự ngày hôm nay đó là chiến thắng xứng đáng dành cho đội tuyển đang xếp ở phía dưới hơn. Và họ xứng đáng có được vị trí của đội tuyển Team Flash. Vẫn là những tình huống sẽ vơ vét toàn bộ tài nguyên. Dĩ nhiên rồi, trong một bối cảnh mà Deadshot đang có rất nhiều lợi thế về cả thế bản đồ, về cả thế tiền như thế này, thậm chí họ còn muốn đánh nhau ở đứng dưới luôn. Họ ép rất đông người đứng dưới. Bão phi tiêu băng vào tới từ vị trí của Ara khiến cho Be không trụ nổi rồi. Be mất băng xương và sau cái băng xương này Be tốc biến bỏ chạy là đủ nhanh tay, nhưng cái trụ thì sẽ nằm lại. Bởi vì MDH cũng chẳng cần gì nhiều hơn ngoài cái trụ này cả. Họ vẫn đang có được quá nhiều lợi thế ở trên bản đồ và Aoi trong thế này thì rất dễ đánh. Còn Yan của Chu thì lúc này thì đang gặp quá nhiều khó khăn rồi. Tất nhiên đến đoạn sau ở trận đấu thì Yan vẫn có thể biến ảo được, nhưng phải chờ đợi đến bao giờ đây? Bởi vì MDH sẽ không cho bên phía Team Flat thời gian đâu, mà họ sẽ tiếp tục tấn công và tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Đội hình của MDH băng vào là cực mạnh. Cực mạnh và cái khả năng khép góc của họ, cái khả năng
tháo lui ra khỏi giao tranh, một sự an toàn nó cũng được đảm bảo. Aoi có lòng diệt, còn chưa kể đến cả sứ mệnh cứu thế trên người của Euphoria. Mọi thứ là ổn, còn Flash họ vẫn có khả năng phản công được, bởi họ có Zip. Thì Zip có thể giúp cho đồng đội của đội tuyển Team Flash hack down với những cú nối dây của mình. Nhưng với lượng đồ hiện tại, với lượng tiền hiện tại mà tôi thoáng chốc nhìn qua thì với vị trí của 10% hình như anh ta còn chưa được nổi hai món đồ, thì có lẽ thời điểm này vẫn là thời điểm rất khó khăn dành cho đội tuyển Team Flash. Đúng là 10% chưa có được cái diệt thần cung ở slot thứ hai. Bách còn đang lên luôn cả VB kết, vẫn chưa có hoàn thành đồ thứ hai tới từ bất kỳ thành viên nào cả. Đó sẽ là một khoảng thời gian mà Flash gồng gánh và có lẽ là thở gấp tới từ bên phía của Flash rồi. Còn trong khi đó thì MDF thoải mái ăn hai bùa trong tình huống điều này. Một turn hai bùa rất quan trọng của MDF. Qua được turn hai bùa này mà họ lấy được tầm từ 1 đến 2 đường lính siêu cấp thì cơ hội dành cho Flash sẽ là rất thấp. Ara vừa có một nhịp cầu máu hay và sau đó lùi về cũng không mất đi một chút máu nào cả. Nếu như dẫn lính được lên đều thì ít nhất là sẽ phải có 1 đến 2 đường, chắc chắn là như vậy. Còn nếu như không thì có thể là cả trận đấu được lấy đi chẳng. Bên phía của Flash bây giờ đang co cụm phòng ngự và họ cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi sai lầm đến từ MDF. Và nếu như không có sai lầm nào đến từ MDF thì tỷ số có thể được ấn định rất sớm ở trong trận đấu này. Một cú hỏa bạo ném ra tới từ vị trí của Bách, ép vào là rất đều tới từ MDF. Whitey băng vào một cách quá hổ báo tại đây, rút ra cũng là rất đơn giản. Còn trong khi đó Tuấn Trần công chiêu của B, Flash không thể co cụm toàn bộ được, họ phải chia người ra, họ chia người một cách tương đối tốt. Ở trong ba thiếu này họ chưa mất đi một trụ đường lính siêu cấp nào cả, họ đẩy lùi được đối phương và cũng không mất được điểm ba cục. Như vậy là một pha phòng ngự hay đến từ bên phía Team Flash khi mà họ không mất người, pha băng vào với bã phi tiêu của Ara không kèm theo thanh tẩy. Và vì vậy nên Ara đã không thể hạ gục được đi vị trí chu ở trong tình huống thiếu vừa rồi. Với pha chia người vừa rồi thì MDH muốn làm được nhiều nhưng qua đó thì lại làm được ít hơn. Nếu như mà pha thi đấu vừa rồi họ chỉ tập trung vào khoảng hai đường thôi thì có lẽ mọi thứ nó sẽ dễ hơn dành cho họ. Nhưng MDH chắc chắn rồi, họ cũng đang có một cái tâm lý rất là hưng phấn và Flash phải vượt qua được cái hưng phấn đó của MDH chưa hề dễ dàng. Chưa hề dễ, tiền vẫn đang là một thứ mà khiến cho team Flash không thể thở được ở thời điểm này. Sẽ có thêm một con bùa xê ra bóng tối nữa trong khoảng tầm một phút nữa sắp ra. Và có lẽ với con xê ra này team Flash sẽ không muốn chịu trận đâu. Nếu như có thêm một con xê ra nữa thì việc Flash mất đi tới 1 đến 2 cái trụ là điều hoàn toàn có thể, bởi những cái trụ ở đường giữa và đường dưới nó cũng không còn nhiều máu nữa. Đường trên đang là đường hướng tới của đội tuyển Redshot, nhưng tên lính này có lẽ không có quá nhiều tiềm năng. Nó chỉ còn hai con lính thương binh mà thôi, nhưng trong khi đó ở đường dưới kìa, solo kill giữa hai người trên đi chừng. Tuấn Trần chấp trụ nhưng vẫn chiến thắng trước chủ. Đó là pha thi đấu tốt tới từ Tuấn Trần và đem lại cơ hội rất lớn để Redshot có thể mở ra cánh cửa tới trụ đường lính siêu cấp. Và rõ ràng rồi, họ sẽ bắt đầu đánh vào đường lính siêu cấp của đối phương ở trong tình huống thiếu này. Be phải ở cánh dưới, trong khi đó ở cánh trên thì sao không. Như vậy mà MDF vẫn chưa thể lấy trụ được, nó sẽ tạo tiền đề tốt cho họ ở trong con xe ra bóng tối tiếp theo. Chứ nó vẫn chưa thể là một cái trụ đường lính siêu cấp dành cho bên phía của đội tuyển MDF. Team Flash vẫn đứng vững được ở trong khoảng thời điểm mà Chu phải lên bảng điểm số. Nhưng 9 điểm hạ gục cùng với một lượng tiền chênh lệch là khoảng gần 5.000 tiền. Nó là đủ để cho MDF tự tin ăn đi cho mình con rồng này và sẽ con xe ra này và tiếp tục là con rồng. Và với hai bùa lợi lớn ở trong pha thứ hai này thì chắc chắn MDF không chỉ muốn hướng đến một đường đâu. Thắng luôn à? Họ sẽ phải là một là thắng luôn, hai là phải là tầm khoảng 2-3 đường. Đó sẽ là điều mà MDF có thể làm được. Họ vẫn đang làm nó một cách chính xác và hợp lý hơn Flash trong hai cơ hội trước đó. Lần này là cơ hội đầu tiên mà MDF có sự chủ động và họ đang khiến cho Flash gặp rất nhiều khó khăn. MDF không vội. Họ cũng đơn giản là đẩy lính trước và sau đó là hướng tới con rồng này, đúng là hướng tới hai bùa. Ở thời hiện tại là một mục tiêu quá khả dĩ và cũng rất an toàn từ MDF. Tốc độ ăn là cũng rất nhanh luôn. Thả sẽ ra đường dưới là quyết định của đội tuyển MDF kết hợp cùng với con rồng này. Họ đang cố gắng điều lính và có vẻ như tên này họ sẽ tập trung hai đường. Tôi nghĩ rằng tập trung hai đường là hoàn toàn hợp lý ở thời điểm này. Và sẽ bắt đầu tấn công đến từ bên phía của MDH chăng? Họ đã bắt đầu thả xe ra ở cánh dưới rồi. Tên xe ra cùng với lại cả lính tiếp theo sẽ là rất đều. Cùng với đó thì khả năng cấu máu của Ara cũng đã đạt đến độ 9 rồi. Ở thời điểm phút thiếu thứ 12 thì không quá khó hiểu nếu như hai AT đã có thêm được món trang bị thứ 5 của mình, đó là cái dìu Hyoga. Và với cái dìu Hyoga là món trang bị thứ 5 thì Ara sẽ có một sức bắn phải nói là cực kỳ đáng nể ở trong giai đoạn này. Lúc này thì team Phát vẫn đang phòng ngự và họ vẫn đang chờ đợi đối phương băng vào. Và bây giờ thì đối phương băng vào đường dưới, tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có thôi. Chắc chắn sẽ có rồi, thậm chí là hủy diệt đây chẳng người cứu vào của đó là Tuấn Trần là rất đẹp, giật long diệt ngược trở ra và có lẽ đây sẽ là tình huống hủy diệt Team Flash rồi, băng vào bão phi tiêu. Team Flash mất đi vị trí của B nhưng xe ra các thứ còn nguyên. MDF muốn đánh người hay đánh nhà, họ chọn đánh nhà. Họ chọn đánh nhà rất tốt tới từ MDF và đó sẽ là chiến thắng ấn định 3-0 dành cho đội tuyển ở top 8. Và bây giờ thì không còn là top 8 nữa, đó sẽ là top 7.
và đội tuyển Team Blast sẽ bị đẩy xuống vị trí áp chót của các đội tuyển phải xuống hạng ở trong mùa giải sắp tới. 3-0 và 3-0, đó là một trận 3-0 đã khiến cho bên phía của đội tuyển Team Blast nhận trận thua thứ 7, thất bại thứ 7 và mất đi vị trí thứ 7. Lúc này Team Blast sẽ có mặt ở vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng và không có một gì cản trở được bên phía MDS vươn lên vị trí thứ 7 nữa rồi. Lúc này thì MDS chỉ cần cố gắng tích thêm điểm số những trận thi đấu đối đầu những đội tuyển mạnh là khả năng để MDS có mặt ở vị trí trụ hạng là rất cao. Bây giờ thì Flat mới là cửa dưới về mặt trụ hạng. Về rõ ràng là ngày hôm qua trước trận đấu này thì nhiều bạn khán giả vẫn còn khá lạc quan, thậm chí là cả bạn anh Huy Popper vẫn cũng rất lạc quan về Team Flat còn 10% cơ hội để vào được top 5. Nhưng ngày hôm nay sau trận thua muối mặt 3-0 như thế này thì có lẽ bây giờ chỉ có tính cơ hội Team Flat có vượt lên được top 7 hay không mà thôi. Tôi nghĩ bây giờ nó còn gần với con số 0% rồi. Nói về top 5 thì nó gần với con số 0% rồi. Còn nói về việc trụ hạng thì tất nhiên là nó vẫn còn khoảng vài chục phần trăm. Nhưng đó là khi họ phải thi đấu tốt cơ. Chứ còn họ cứ thua 3-0 rồi hoặc 3-1 như thế này thì lấy đâu ra cơ hội trụ hạng dành cho họ. Chi Du chịu đối từ bên phía của Flat mất 3-0, một kết quả thua cực nặng. Ngày hôm nay đã có rất nhiều cảnh báo, họ có rất nhiều tỷ số có lợi nhưng họ lại thua ở cái tỷ số bất lợi nhất, đó là tỷ số 0-3. Thua 2-3 vẫn được, thua 2-3 vẫn ổn, thua 1-3 vẫn bằng điểm hơn hiệu số, hơn hiệu số về hiệu số tổng, không phải hiệu số đối đầu. Nhưng thua 3-0 đây là kịch bản mà MDS khó làm nhất. Thì Flat lại trao cho MDS một món quà quá lớn và đây thực sự là một trong những thời cơ để MDS có thể đẩy lần đầu tiên Flat phải đánh vòng thăng hạng. Và phải nói cơ bản là bên phía của Flat nếu như nói một cách công bằng thì ngày hôm nay họ cũng không đến nỗi gọi là bị đè toàn bộ ở trong cái quá trình thi đấu. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là kết thúc trận đấu thì họ không làm được một ván đấu quá hay của Phoenix. Một ván đấu mà Phoenix quá biến ảo với Liliana. Thực sự tự tin, thực sự bay múa, thực sự có kỹ năng và cả tầm nhìn ở trong quá trình thi đấu. Và Phoenix xứng đáng với MVP này, quá xứng đáng với lại cả MVP này. Phoenix đã giành được MVP với một KDA rất đẹp, 5-1-4. Cùng với đó là 80.000 sát thương được gây ra ở trong một khoảng điểm sớm của trận đấu. Và một pha tràn vào cuối cùng thì như đã nói, chắc chắn là bên phía của đội tuyển MDS không định lấy một đường rồi. Họ làm được nhiều hơn so với một đường rất nhiều, đó là cả ván đấu. Và đó là một ván đấu rất thành công của bên phía MDS. Để qua đó thì lần đầu tiên họ có được lợi thế ở trong ván đấu thì họ kết thúc luôn. Như vậy là việc thay 20% vào sân của Team Flat nó cũng chỉ giống như là một động thái giọt nước tràn ly mà thôi, không để lại được điểm nhấn gì cả. Và tất cả của đội tuyển Flash đã chìm sâu rồi. Một ngày hôm nay rất chìm sâu tới từ Flash. Không biết tương lai của họ sẽ thế nào nhưng tương lai của Madesot sẽ là tương đối rộng mở đấy. Sau chiến thắng 3-0 này, họ đã chiến thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong giai đoạn trụ hạng. Họ sẽ không mất thời gian để có thể đánh một cái vòng đấu cũng rất có nhiều những biến động. Họ phải đối đầu với hoàn toàn là B2F, Stream và ba đội tuyển ở top dưới nữa. Nên điều gì vẫn có thể, hoàn toàn những cái điều xấu vẫn có thể xảy ra. Và lần này thì Team Flat đang là những người nhiều khả năng phải gánh nổi. Tôi xin nhắc lại là ở thời điểm hiện tại thì B2F họ còn đang gọi là ăn được một điểm của MDS, trong khi Flat thì lại còn không. Thế nên là cái cặp đối đầu giữa B2F và Flat thì mang tiếng nó là có lợi dành cho Flat để giành được thêm điểm số để đối đầu với lại cả MDS. Nhưng chưa biết được điều gì là xảy ra được. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy được rằng là bên phía Team Flat ở thời điểm này thì tôi cũng không biết được, nhưng mà có lẽ là vấn đề của nó là quá nhiều. Quá nhiều vấn đề được xảy ra với đội tuyển này. Khả năng kết thúc trận đấu, khả năng để có thể biến những lợi thế của mình trở thành một ván thắng, và khả năng giữ vững tinh thần cũng không có. Bình thường thì thua 2 ván đấu thì cũng phải cố gắng để có được ván đấu tiếp theo hay. Nhưng mà ở thời điểm này cứ Flat cứ gãy 2 ván đấu đầu tiên thì ván đấu thứ 3 chúng ta còn sẽ biết được luôn kết quả rồi. Và một lần nữa Flat sẽ lại thua 0-3 và nối dài chuỗi thua của mình lên con số 7. Còn MDSOT đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp ở trong trận lượt về này. Đó cũng là kết quả mà chúng tôi đã vừa chuyển tới các bạn ở trong khung giờ 17 giờ. Có trận đấu ngay sau đây đến diễn ra vào lúc 19:30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Heavy và Vegaming, cuộc đối đầu derby vàng đen. Một cặp lại của hai đội tuyển rất nhiều duyên nợ ở trong những mùa giải gần đây. Ở trong lượt đi thì Heavy đã chiến thắng, tạo ra một cơn địa chấn trước Vegaming và qua đó họ bước một mạch tới top 3. Lần này thì họ gặp lại một Vegaming đã được unlock bởi Sài Gòn Tôn. Thì chắc chắn đây là trận đấu mà đáng xem hơn rất nhiều. Thực ra thì đối với tôi thì đây là trận tâm điểm của ngày hôm nay. Bởi vì chính xác thì hôm nay thì Vegaming và Heavy đang là thứ hai đối với thứ ba. Và một cái vị trí thứ hai, thứ ba là cực kỳ quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là bạn sẽ phải đánh từ vòng nào của playoff. Và vì vậy thế nên là rõ ràng đây là một trận đấu mang tính chất cũng tương đối sống còn đối với Heavy và Vegaming.
Nếu như ngày hôm nay Heavy tạo ra được một sự khác biệt nào đó thì Heavy còn cơ hội để giành được top 2. Còn nếu như ngày hôm nay Heavy thua trước Vega Minh với bất kỳ tỷ số nào, tôi nghĩ rằng là cơ hội dành cho Heavy lên trên là đã chấm hết. Nhưng mà có lẽ Heavy ngày hôm nay ít nhất họ cũng muốn giành được 1-2 điểm để có được cho mình một vị trí an toàn trong top 4. Và đó sẽ là những gì mà chúng tôi sẽ truyền tải với các bạn vào lúc khung 19:30 của cặp trận sau. Và bây giờ thì có lẽ sẽ không để các bạn chờ lâu hơn nữa, hãy cùng đến ngay với phần phỏng vấn của MC Kim Ngân cùng với thành viên của MLSpot để xem họ nói gì sau chiến thắng rất thuyết phục vừa qua trước đội tuyển Vplat. Xin mời. Xin được chào mừng tất cả các bạn khán giả đang quay trở lại với phần phỏng vấn. Tính đến thời điểm hiện tại thì những đội tuyển top trên họ thi đấu với một tâm thế rất tự tin và thậm chí là còn thoải mái test tướng ở trong những trận đấu mà họ nghĩ là nó không quan trọng lắm. Trong khi đó thì những đội tuyển top dưới họ vẫn cố gắng chắc chiêu từng con điểm một để có thể giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Và chiến thắng vừa rồi với tỷ số 3-0 trước Team Flash là cả một quá trình nỗ lực của Moldavian Sport. Ngay bên cạnh Kim Ngân đây đang là Ara, chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện với bạn ấy một tí xíu về trận thi đấu vừa rồi nhé. Xin chào Ara. Xin chào mọi người. Chúc mừng Moldavian Sport ngày hôm nay một chiến thắng 3-0. Thì các bạn đã thoát khỏi top nguy hiểm, không biết là cảm xúc hiện tại của Ara như thế nào? Mình thấy không vui lắm, tại vì mình mất cơ hội đi tranh cái cúp Serie B. Mất cúp Serie B, vậy thì mình vẫn còn Serie A, các bạn đặt mục tiêu như thế nào cho Serie A? Mục tiêu của mình như trận trước mình chia sẻ thôi, vẫn là mùa này bọn mình trụ hạng thôi. Là nếu hên thì bọn mình sẽ lên ở top 5. Nếu mà hên thì mình sẽ lên được top 5. Vậy thì với một mục tiêu như thế, các bạn có nghĩ là mình sẽ có cơ hội để có thể bước chân luôn vào top 4 không? Top 4 thì nói chung là khó lắm, không, gần như là không có cơ hội. Gần như là không có cơ hội. Nhưng mà tóm lại là ngày hôm nay không vui lắm bởi vì mất cúp Serie B. Vâng, một câu trả lời chắc là các bạn khán giả cũng đang rất bất ngờ đấy. Ngày hôm nay khi mà chạm trán với Team Flash thì Ara có nhận xét như thế nào về sự khác biệt trong đội hình của Team Flash ngày hôm nay với lúc mà mình còn ở trong team? Nói chung là Team Flash thì hôm nay đánh ép khá là mạnh, vẫn là có rất là nhiều lợi thế, nhưng mà vẫn giống ngày xưa là bị mình lật kèo. Ok, vậy thì bạn nói là ngày hôm nay thì Team Flash cũng đã ép khá là mạnh, nhưng mà cuối cùng thì các bạn vẫn giành được chiến thắng. Vậy đâu là điểm yếu mà các bạn đã khai thác ở Team Flash ngày hôm nay? Thực sự thì hôm nay mình cũng khá nhớ về những trận đấu ngày xưa giữa đội tuyển cũ của mình là đợt bốc cái mình đánh với Team Flash, nên mình chỉ nhớ lại những cái cảm xúc đấy thôi, chứ hôm nay thực sự là một cái thi đấu khá là vui, chứ không có đánh theo cái điểm yếu điểm mạnh gì đâu. Một ngày thi đấu khá là vui nhưng mà buồn vì mất cúp. Vậy cái câu trả lời này nó hơi mâu thuẫn nha, chắc là cảm xúc của Ara hiện tại đang khá lẫn lộn. Tại vì anh Bách ấy thì mình đang cố ngăn cản anh ấy hoàn thành nốt bộ sưu tập danh hiệu đấy. Còn bọn mình thì mục tiêu của cả đội thì vẫn là trụ hạng, chứ xuống đánh thì rất khả năng là bọn mình mất luôn slot sao. Ok, cảm ơn Ara, một câu trả lời rất thú vị và một màn phỏng vấn rất là hài hước. Và cũng hy vọng là sắp tới thì Moldavian Sport sẽ ngày càng thành công hơn nữa và sẽ đạt được một vị trí thật cao trên bảng xếp hạng nhé. Cảm ơn Ara. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng nước uống sữa trái cây TH Jujus Milk, thức uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH, đã đồng hành cùng đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2023. TH Jujus Milk, nạp năng lượng thiên nhiên, chinh phục mọi thách đấu. Và cũng xin chân thành cảm ơn thương hiệu mì ăn liền Hảo Hảo vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Hảo chua cay cho Hảo giao tranh, cùng Hảo Hảo săn chiến công đỉnh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trước khi bước vào trận thi đấu tiếp theo.